Thì auto layout thực ra là bao gồm các quan hệ, các con chain, các mỗi quan hệ của nó thì gọi là con chain hay gọi là dòng buộc, một dòng buộc. Thì các con chain ấy nó sẽ không bị cứng, không bị fix, nên nó không hack code, nó đơn giản là cũng bởi nó phụ thuộc vào một số đâu đấy, một số cụ thể ở đấy. Mà thường ấy nó tính theo luật. Ví dụ như là con chain của nó theo theo luật, theo logic là cái thằng thành phần này, thành phần thứ nhất ấy, nó sẽ bằng thành phần thứ hai nhân với hai lần chẳng hạn, nhân với hai lần. Chứ nó không sẽ không cứng như thành phần thứ nhất bằng bao nhiêu, thành phần thứ hai bằng bao nhiêu. Các bạn chú ý nhé, các cái thành phần thì có nghĩa có thể là x, có thể là y, có thể là chiều rộng, chiều cao của một cái view. Đấy, các thành phần đấy. Nhưng nó có thể là một số cái khác, nhưng cái ví dụ như là cái margin của nó chẳng hạn, hay là cái cạnh bên trái, cạnh bên phải của nó chẳng hạn, kiểu như thế. Đây, đây có một cái ví dụ. Sau này chúng ta ví dụ là vị trí x, y khoảng cách dọc ngang độ ưu tiên của con chain. Đấy. Thì là chúng ta chú ý một chút là cái leading, chaining và super view. Leading, chaining thì chắc là hôm trước có giải thích rồi đúng không? Nó sẽ phụ thuộc vào ngôn ngữ. Tức là phụ thuộc vào hướng của ngôn ngữ. Ví dụ phổ biến nhất là hướng của ngôn ngữ là từ trái sang phải, thì leading sẽ là bên left, bên trái. Còn là training là đuôi ấy, sẽ là nằm bên phải. Nhưng ngược lại một số ngôn ngữ từ phải sang trái thì nó lại đảo ngược lại. Leading đuôi là sẽ là bên phải, còn training sẽ là bên trái. Chú ý như vậy. Và super view thì bao giờ ấy, trong con trên ấy, thì có một cái đối tượng đặc biệt là super view, chính là cái view to nhất, view ngoài cùng. Chúng ta view chứa. Thực ra thì tất cả các thao tác chúng ta ấy, thì nó nếu đều làm trên một cái màn hình ở đấy, một view controller ở đấy, thì view controller chúng ta luôn có một property là view đúng không? Tất cả view con đều nằm trong view đấy, thì view đấy chính là super view. Thì trong super view ấy, chúng ta có thể quan hệ những cái gì với nó? Chúng ta sẽ có thể quan hệ với chúng ta sẽ quan hệ với là top này, bottom này, top là đỉnh trên này, bottom là đỉnh dưới này, left, right, leading, trending này, rất nhiều cái. Nhưng mà có một cái đặc biệt là cái margin. Tức là sao? Tức là mặc định mỗi super view đều có một cái margin. Và thường ấy, thường cái margin này nó sẽ cách cái biên của cái view đấy là 20 đơn vị độ dài, 20 point ấy, chứ không phải là 20 pixel đâu nhé. 20 pixel thì nó lại phụ thuộc vào độ hệ thứ nhân màn hình, mà 20 point là 20 point, thường là như thế. Nhưng mà chúng ta sẽ không xác định được cái đấy đâu, mà nó có thể nó thay đổi cái phiên bản đó nhé. Ví dụ như phiên bản này anh thiết kế iOS anh thấy nó 20 là đẹp, bản sau anh thấy 21 là đẹp chẳng hạn, chúng ta phải chịu thôi. Thì ngoài cái margin ấy, nó cái khoảng cách margin lên là cái độ chuẩn đấy, bây giờ đương là 20, còn một cái độ chuẩn nữa đó là khoảng cách giữa hai thằng chin đỉnh với nhau. Cái trong super view ấy, có hai thằng chin đỉnh là hai thằng view một con ngang hàng với nhau ấy, thì nó quan hệ với nhau. Thì khoảng cách giữa chúng, khoảng cách chiều rộng và chiều dọc và chiều dài của hai cái đấy thì nó thường là 8 đơn vị, thường là 8 đơn vị. Và các bạn có thể điền số 8 vào hoặc là bạn dùng giá trị mặc định. Dùng giá trị mặc định thì rất đơn giản, bạn xóa đi, bạn không điểm số, tự lấy giá trị mặc định. Tí nữa chúng ta thực hành thử. Thì rất nhiều cái là chúng ta như thế. Đây, ở trong này khi mà làm cái auto layout ấy, thì chúng ta chú ý khi mà thiếu con trên, thiếu dòng buộc thì nó cũng không xử lý được. Cả một view mà nó thiếu dòng buộc thì nó không xử lý được. Vì là lúc ấy nó, người ta gọi là nó thành mơ hồ ấy. Đấy, nếu mà định nghĩa của nó ra, cái từ abstraction của nó ra là từ mơ hồ ấy. Nó không tính được, thì nó sẽ cố gắng chỉ có những cái nào mà nó xác định được thì nó xác định, còn những cái nào mà không xác định được thì nó chịu. Nếu không xác định x thì nó cho x bằng bao nhiêu? Bằng không. Không xác định y cho y bao nhiêu? Bằng không. Không xác định được chiều rộng thì cho rộng bao nhiêu? Bằng không. Và tương tự với chiều dài, không xác định được chiều dài thì cho chiều dài bằng không. Nên nhiều khi tự nhiên các bạn thấy trong storyboard các bạn có thể có nhé, nhưng mà lên màn hình chạy thật này, chẳng thấy đâu cả, tại vì nó bằng không rồi mà mất. Nên chú ý điều đấy. Và cái debug của auto layout ấy, là một cái rất khủng khiếp. Thực sự là như thế, vì nó chỉ thường xuất hiện trong quá trình run time thôi. Chúng ta không để đặt cái điểm dừng của lệnh để chúng ta debug được, vì đây là giao diện mà. Nên chú ý điều đấy. Thì auto layout không thể thiếu được, vì thiếu nó gây ra mồ. Nhưng ngược lại cũng không thể thừa được. Thừa thì sao? Thì nó gây ra mâu thuẫn. Thừa thì dễ gây ra mâu thuẫn nhé. Còn thiếu thì là sẽ gây ra mồ. Chú ý điều đấy nên luôn là vừa đủ thôi. Có
ở trong Storyboard từ trước giờ chúng ta vẫn dùng Storyboard đúng không? Và chúng ta từ trước giờ chúng ta không tạo một con trên nào cả, mà chúng ta vẫn sống tốt. Đấy là do là trong Storyboard nó có một cái thuộc tính là tôi, khi mà các bạn có một cái thuộc tính là shoot translate translate to autolate nha. Tí nữa chúng ta xem có một cái thuộc tính đấy. Thì khi mà dùng trong Storyboard thuộc tính ấy luôn luôn là true. Tên nó luôn tự động convert ra cho chúng ta là bốn cái layout tự động, là coi như trái trên phải trái trên phải trên cái điểm x điểm y điểm trái trên ấy, nó chỉ luôn xác định điểm trái trên của chúng ta là điểm x y của nó và cái chiều rộng và chiều dài của cái view này. Đấy, bốn từ top left ấy mà xác định cái này thì nó luôn xác định cho chúng ta bốn con trên này thì chúng ta sẽ chạy rất tốt, rất bình thường, nhưng mà chúng ta nó sẽ không đáp ứng được cái việc thay đổi vị trí tự động, bao giờ nó cố định rồi. Thế đấy là trong trường hợp, nhưng mà khi mà chúng ta chỉ cần thêm một cái con trên vào, một chúng ta thêm một cái thủ công vào một con trên vào thì chúng ta sẽ phá vỡ cái hệ thống tự động này, thì lúc ấy tự nhiên là thiết kế chúng ta nó đỏ lòe, chúng ta yêu cầu là thiếu con trên bắt buộc chúng ta phải thêm vào. Thì nếu chúng ta có thể là thêm con trên với tự động đây này, add missing con trên, tí nữa chúng ta xem có một cái để add missing, click vào tự động add những cái gì mà nó vẫn add tự động chúng ta. Tất nhiên tự động thì không tốt, các bạn sẽ thấy nó sẽ cực. Ngoài ra chúng ta để clear con trên, reset to success con trên, đấy là những cái dùng để fix bug con trên, nhưng mà thực ra là ít gì đủ vì fix tự động thì rất mệt. Nhưng đây có một cái chú ý này, khi mà các bạn dùng trong auto layout ấy, thì bạn sẽ gặp hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là các cái màn hình của bạn ấy, là thường những cái màn hình của bạn nó sẽ được tính theo cái màn hình hiện tại của thiết bị. Ví dụ giờ trên iPhone thì là bạn xác định cái màn hình tối thiểu bao nhiêu, tối đa bao nhiêu rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bạn gặp những cái thiết kế cho những cái view và bạn không xác định được kích thước của nó. Bạn có thể chỉ ra một số cái view nào mà không thể xác định kích thước của nó. Ví dụ như các cell của table view, các cell của collection view chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta làm sao mà xác định được nếu mà khi chúng ta thiết kế ra? Hay là bạn trong trường thứ ba nữa là bạn viết cho các cái view mà bạn dùng đi dùng lại nhiều lần. Ví dụ chúng ta muốn customize riêng một cái coi như cái form nhập liệu bán hàng chẳng hạn, chúng ta có thể đính nó vào cái view controller này, lúc sau chúng ta đính vào view controller khác nó đủ bằng đấy cái. Và chúng đây xong đấy, ví dụ trong đấy nó sẽ có là title này, giá này, xong có một số cái này, và những cái đấy nó phải có ràng buộc với nhau. Thì chúng ta sẽ không xác định được cái phần view cha, view to ngoài cùng của chúng ta kích thước bao nhiêu. Và thường khi người ta dùng, người ta phải kéo cho tùy phụ thuộc vào, đúng không? Thì trong cái trường thứ hai ấy, thì bạn phải luôn luôn là bạn phải luôn luôn chú ý đến trường hợp là có thể cái thằng view chúng ta sai nó bé nhất, đó là sai lớn nhất. Tức là chúng ta đảm bảo khi sai bằng không nó vẫn chạy tốt, và khi sai lớn nó vẫn chạy tốt. Đấy, cái trường hợp này thì chú ý. Còn nếu mà những cái trường hợp mà view gắn cả màn hình thì chúng ta không cần quan tâm sai bằng không, vì màn hình chẳng bao giờ sai bằng không cả. Nhưng mà connection view này, table view này, hoặc nó đi sai bằng không. Rất nhiều trường hợp nhá mà chúng ta để con trên không cẩn thận, khi sai bằng không, sai nó quá nhỏ thì tự nhiên nó mâu thuẫn, nó giảm. Đấy, chú ý một điều đấy. Ví dụ như là trong trường hợp mà chúng ta xác định cái view là độ lớn, độ chiều cao tối thiểu nó là 10 nhá, mà thằng view cha nó nhỏ hơn 10 tự nhiên là nó sẽ hỏng thôi. Cái đấy thì sau là chúng ta dùng thì chúng ta va chạm vào. Nhưng mà có một cái nguyên tắc thiết kế, nếu mà auto layout tốt ấy, là bằng size nhỏ nhất cũng rất chỉ tốt, size lớn nhất cũng tốt, không bao giờ được mất, không bao giờ được học con trên. Đây, auto layout. Auto layout thì có các con trên như này. Đây, chúng ta mở cái hôm trước của chúng ta vừa tạo ra xong. Cái auto layout của chúng ta. Thì ở đây cái auto layout của chúng ta, các bạn nhìn là nó ở đây có một cái điểm vàng vàng đúng không? Vàng là nó đừng vô link, nên nó bị vô link thì chúng ta có thể fix ngay đó trong này. Update frame, update con trên, một số cái nữa thì chúng ta fix này cái thì tự động nó sẽ sửa lại cái vị trí của con. Thì nó ngoài thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta add con trên ấy thì các con trên ấy nó sẽ được add vào trong view, một view đấy. Các con trên chỉ tồn tại khi nó đang nằm trong một view.
Các bạn không thể tạo con trên nào không nằm trong view cả. Khẳng định luôn điều này nhé. Các con trên khi mà add vào thì nó sẽ như một thành phần của view, cũng giống như các view con của nó, nhưng mà nó lại nằm trong một bộ phận con trên. Và chú ý, khi mà chúng ta add vào đây này, thì các con trên thì các chúng ta có thể kéo vào thành IB-Outlet bình thường. Nó giống như view con đó, kéo thành IB-Outlet. Và khi kéo vào IB-Outlet thì các bạn cũng có thể chỉnh công tăng của nó để di chuyển vị trí hay là thay đổi. Để điều chỉnh trong quá trình chạy. Nhưng con trên có thể là nó không bất biến, ít khi nó bất biến đâu. Rồi, chúng ta sẽ đây là các con trên của nó. Và chúng ta xem thuộc tính rồi nhé. Đây trên này first item này. Relationship này. Lớn hơn nhỏ, nhỏ hơn bằng này lớn bằng này. Second này. Thì trong này không có gì không nói, không có gì đáng nói cả, nhưng mà chú ý có một cái dưới rất hay dùng này. Đó là cái reverse. Reverse first and second. Tức là làm sao? Thì hôm trước chúng ta còn nhớ cái công thức không? First item thì bằng second item nhân với multiplier cộng với công tăng đúng không? Nhưng mà cái công thức đấy chúng ta có thể biến đổi ngược lại được không? Second item sẽ bằng gì? First item trừ công tăng chia cho kiểu như thế. Tức là chúng ta biến đổi tương đương đúng không? Nên nhiều khi là chúng ta nên biến đổi như thế. Ví dụ như là cái này ấy, nó bằng ví dụ như cái thằng first item cái biên của thằng view 1 bằng biên thằng view 2 trừ đi 8 đơn vị này. Thì nếu mà chúng ta không muốn dùng số trừ 8, chúng ta phải reverse lại, tự nhiên là view 2 bằng view 1 thành phần 2 và thành phần 1 cộng 8 thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà về bản chất nó không thay đổi. First item hay second item không ảnh hưởng cái độ ưu tiên thực hiện của cái con trên đấy với các hay là con trên khác. Các chú ý như thế nhé. Các con trên ấy, nó không có thứ tự trước sau đâu, mặc dù để như này này. Các bạn có nhớ view không? Khi view mà để như này thì có view trước view sau đúng không? View càng sau thì được càng hiện lên và nó có thể che mờ view dưới. Nhưng mà con trên thì không như thế. Con trên là ngang hàng nhau, tất cả những ngang hàng nhau. Như thế này nghĩa là bốn cái này là sẽ cùng đường chạy và cùng mạnh với nhau, nên không có cái chuyện là coi như là cái nào tính trước cái nào tính sau đâu, là điều đấy. Nhưng mà có một chú ý, nếu mà đôi khi chúng ta vẫn muốn cái nào tính trước cái nào tính sau, tức là gọi là độ ưu tiên ấy. Ví dụ như xe trên đường hai cái xe mà cùng chạy một cái đường bé thì xe nào ưu tiên hơn sẽ được chạy trước đi, và sau đó mới lên đường xe sau. Và nếu mà trong trường mà xe một mà mâu thuẫn với xe hai sao, tức là cái luật một mà mâu thuẫn với luật hai thì sao? Và luật một thì là trong trường đấy luật nào được ưu tiên hơn nó sẽ lấy, còn luật nào ưu tiên kém hơn sẽ bị bỏ qua. Điều chú ý điều đấy. Thì đây nó có một cái chính là priority đây. Priority tức là độ ưu tiên. Đây priority. Các bạn nhìn độ ưu tiên cao nhất là 1000. 1000 nghĩa là max, tức là bắt buộc phải chạy. Nhưng mà dưới 1000 thì chưa chắc đã phải chạy. Đây các bạn nhìn có. Thực ra thì các bạn có thể đặt độ ưu tiên từ 1 đến 1000, nó là một số tự nhiên mà. Một số inter từ 1 đến 1000 bất kỳ. Nhưng mà nó chia ra thành mấy cái thang này, 250 này, 750 này và 1000 này. Thì vì sao ấy? Thì chú ý là những cái thang này nó cũng được dùng trong một số cái con trên ngầm ở trong, con trên ngầm ở trong liên quan đến content và liên quan đến cái gọi là hub spec thì chúng ta sẽ nói sau. Thì khi mà chúng ta định vị con trên ấy thì chúng ta hôm trước là chúng ta thêm một cái ảnh để có ảnh lên mà đúng không? Image lên mà đúng không? Nhưng hôm trước chúng ta để màu đen. Để chúng ta chỉnh này. Màu dễ chịu hơn. Bây giờ đấy là một con trên thôi. Thì bây giờ giả sử như chúng ta thêm hai thêm hoặc nhiều cái view khác vào sao? Chúng ta thêm hai cái text view vào chẳng hạn. Khi vào nhá, khi kéo view vào nhá thì bạn chưa nhất thiết là phải kéo tạo cái con trên cho nó. Nhưng mà các bạn chú ý để có thể dùng các công cụ tạo con trên nhanh ấy,
Các bạn có thể tạo công trên cái thủ công là dùng control đắp. Ví dụ như là cái thằng này muốn quan hệ với thằng dưới này thì sao? Chúng ta có thể control đắp từ thằng trên. Chọn người thứ hai. Thì các bạn nhìn nó sẽ ra một cái bảng tạo con trên đây. Ví dụ vertical spacing này, tức khoảng cách giữa hai cái chúng ta vừa kéo này, leading này, tức là gióng hàng của leading này, center này, trending này, hay equal bằng chiều rộng này, bằng chiều cao này, hay là tỷ lệ này, tính cho tỷ lệ nào đấy này. Thì khi mà chúng ta có thể kéo như thế, và chú ý nhé, tùy theo hướng kéo thì có thể là cái bảng nó khác nhau. Đây các bạn nhìn này. Đây, nếu mà tôi kéo thẳng như thế này thì nó chỉ ít này được đúng không? Nếu tôi kéo xiên xiên thì sao? Tự nhiên nó có cả chiều vertical và horizontal nữa. Nếu là kéo thẳng đứng thì nó chỉ quan hệ đến chiều dọc thôi. Nhưng mà kéo hơi xiên xiên kia có cả tỷ lệ ngang nó thì sẽ có quan hệ cả khoảng cách ngang nữa. Đấy, chú ý ở đấy. Đấy chỉ một kỹ xảo thôi. Nhưng mà nếu mà bạn kéo từng cái một đấy, từng cặp một đấy, nhiều khả năng là bạn sẽ rất mệt. Nếu mà có hai cái mà bạn kéo, cái nào cũng quan hệ với cái nào mà bạn có nhiều cái trong thì nó tự nhiên nó bùng nổ lên, bạn sẽ kéo rất nhiều lần. Thì có một cách tạo quan hệ một cách nhanh hơn, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái dưới này. Chúng ta chọn một cái view của chúng ta sẽ add con trên thì nó bằng này. Add con trên. Đây. Add view con trên. Đây các bạn nhìn. Thì khi S này ấy, thì chúng ta sẽ có một những cái đầu tiên là có những khoảng cách trên này, khoảng cách của cái view đấy với cái view gần nhất mà được nhìn thấy ở phía trên. Tương tự bên trái, tương tự bên phải, chúng ta điền số vào tự nhiên nó sẽ ra. Ở đây gần nhất với nó ở phía trên là cái nào? Super view hoặc là thằng back ra, đúng không? Thế nào? Thằng này này, gần nhất với nó phía trên thì chỉ có thể super view và back ra thôi đúng không? Rồi gõ vào, ví dụ là chúng ta gõ, chúng ta có thể xóa đi nhá. Add con trên, và chúng ta có thể add con trên. Nếu add luôn, và chú ý là chúng ta không điền số thì sẽ lấy giá trị mặc định là 8. Như mình vừa nói lúc nãy là chúng ta muốn dùng những cái giá trị mặc định. Chúng ta có thể sửa một chút được nó. Chúng ta có thể add thêm cho nó, ví dụ như là quan hệ với ở dưới chẳng hạn. Chúng ta có thể xóa đi, chúng ta không cần. Đấy, xóa đi. Có thể bên phải xóa đi, còn bên trái xóa đi. Đây đây chúng ta sẽ add thêm ba con trên này, nó hiển thị chúng ta là add ba con trên này. Ngoài ra chúng ta có thể xác định nữa, ví dụ chiều rộng nhá, chúng ta hắc cốt chiều rộng bao nhiêu, hắc cốt chiều cao bao nhiêu, hay aspect ratio là tỷ lệ giữa hai chiều, ví dụ chiều rộng và chiều cao luôn tỷ lệ nhau là 1:2 hay là 1:1 tạo ra một ảnh vuông, chúng ta sẽ aspect ratio như đấy. Nên chúng ta add ba con trên này. Thế các bạn nhìn nó tự động nét bên trái, bên phải và cái dưới này. Nếu chưa thỏa mãn nữa vào đây chúng ta chỉnh bên trên. Chúng ta xóa đi. Cái này ép xong rồi thì nó sẽ không bị đỏ, nhưng cái dưới thì mới có một con trên thôi, con trên trái trên thôi. À xin lỗi, con trên là đính là khoảng cách từ phía trên của nó, phía top của nó với cái đuôi ở dưới. Bây giờ chúng ta phải ép thêm con trên đấy, nó vẫn missing. Khi mà missing thì cái chỗ này nó sẽ báo ra lỗi đỏ. Chúng ta nhìn chúng ta có thể đoán được là cái thằng này nó đừng thiếu con trên, là con trên của tiêu chiều rộng là bao nhiêu đấy, không ít gì. Bây giờ chúng ta để ép bổ sung cho nó. Nếu mà muốn sửa nhanh thì các bạn chọn vào đây, bạn sửa nhanh missing con trên. Nhưng mà em missing thì nó sẽ add tất cả con trên mà để đảm bảo cái màn hình nó được như tiêu hiển thị như nào, nó chạy như thế. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ không xài cái đấy. Ví dụ như chúng ta muốn cái thằng này này nó cách này và luôn bằng cái khoảng cách này, luôn bằng và luôn thẳng hàng với cái này, bằng và thẳng hàng, chúng ta sẽ làm như nào? Đây chúng ta chọn hai cái, chúng ta không add nữa, chúng ta chọn hai cái và chúng ta chọn cái thứ hai này. Chúng ta xem đây có leading S này. Ở đây có, nó có equal width không? Không có equal width đúng không?
Có chứ nhỉ. Đây đây, equity thì chúng ta lại phải quay ngược trở về đây. Chúng ta chọn hai cái nhá. Và chúng ta check equity. Nếu sẽ... Đấy. Nếu mà chúng ta chọn ba cái mà chúng ta equity thì nó tạo thêm bao nhiêu con trên? Hai con trên. Ba cái hột bằng 2 và một bằng 3. Thì nó tạo nên là ba cái bằng nhau đúng không? Chú ý con các con trên nó chỉ tương tác trên hai thành phần là nhiều nhất thôi. Thế thì nếu mà chúng ta muốn tạo con trên mà nó đặc biệt nó ràng buộc nhiều thành phần cùng một lúc ấy, thì chúng ta phải chia như lẻ nó ra, chia lẻ nó. Để là bảo nó được mỗi cái hai cái. Đây chúng ta tạo ra hai cái này. Thì trong trường nào nó sẽ xoay này. Và nếu mà chúng ta muốn kiểm tra trên các màn hình khác nhau mà không muốn chạy, thì chúng ta chú ý chúng ta chỉ có storyboard mà chúng ta chưa muốn chạy, chúng ta có thể kiểm tra thông qua cái này. Đây chúng ta chọn Exciton này. Nhưng mà đây là Exciton chúng ta chọn cái Exciton. Review rồi. Kỹ này đó, chẳng nhìn gì hết. Đây chúng ta chọn Titan nhưng mà cái dòng dưới cùng chúng ta chọn Preview chứ không chọn chỗ men đây. Titan này nhưng mà chúng ta không chọn code mà chúng ta dòng dưới cùng chúng ta chọn là Preview. Main Storyboard. Các bạn sẽ nhìn thấy nó chạy trên thiết bị thật như nào, màn hình như nào nó sẽ chạy. Tôi xoay thử xoay trái xoay phải. Hay là chọn trên thiết bị khác nhỉ? Cộng một cái màn hình dạng khác, ví dụ như là màn hình dạng SN 14N để chúng ta xem. Đấy, chúng ta để test qua nhỉ. Không cần phải chạy. Còn nếu có điều kiện thì tốt nhất là phải chạy. Ok. Thì khi máy ép vào thì chúng ta sẽ có những cái ràng buộc gì, ví dụ như là Origin Spec. Nó sẽ dịch ra là khoảng cách theo chiều ngang đấy. Thì nó tự tính động tính theo kiểu leading spec và chaining spec, tức khoảng cách từ cái thằng đầu thằng này đến đuôi thằng kia là chính là khoảng cách giữa. Tương tự với vertical spec theo khoảng cách theo chiều dọc giữa hai view, thì nó sẽ tính cái ràng buộc từ thằng top của thằng con thằng dưới đến thằng đáy cái thằng trên, tự nhiên nó sẽ ra khoảng cách giữa đúng không? Quan hệ của nó thì sẽ là bằng lớn bằng hoặc nhỏ hơn bằng ví dụ đấy. Nếu quan hệ bằng thì có thể dùng để tính toán được, nhưng quan hệ lớn bằng thì nó chưa thể dùng để tính toán được. Chắc chắn là phải có một cái quan hệ khác để nó kết hợp với lớn bằng nó ra được một số. Ngoài ra chúng ta vừa nhìn thấy hai cái là alignment con trên. Alignment con trên và S con trên rồi pin con trên đây. Pin con trên và alignment con trên. Tôi có thể S thông qua nó. Chú ý nhé, ở trong các view controller sẽ có hai cái đặc biệt. Nếu mà khi mà nằm trong một view controller có hai cái đặc biệt, đó là hai cái layout guide. Hai cái layout guide nó chỉ rõ cho chúng ta là cái top layout guide và bottom layout guide. Tại sao cần cái này? Cần cái này từ vì khi mà view controller chúng ta nằm trong navigation controller chẳng hạn, thì cái thằng top layout guide nó sẽ chỉ rõ là cái vị trí đầu tiên mà nó nằm dưới ngay cái navigation bar. Các bạn chú ý đây. Ví dụ đây là màn hình chúng ta nhìn thế này.
cái màn hình của chúng ta như này, nhưng mà nếu màn hình của chúng ta nằm trong Navigation 3 thì sao? Đây, nếu mà chúng ta embed nó trong Navigation 3 thì sao? Đấy, khi mà embed trong Navigation 3 thì đây, các bạn nhìn đây, nó quan hệ với thằng top layout guide chứ không phải top là view chart. Nếu mà quan hệ với thằng view chart thì nó sẽ bị bay lên và che thế nào. Chú ý nhé, khi mà nhúng vào Navigation 3 thì cái thằng view của chúng ta, cái vị trí không của nó nằm ở trên Navigation 3, thì thằng top là top layout guide nó sẽ tự động nó sẽ tính cho chúng ta là cái khoảng cách của Navigation 3 nó đính xuống như nào. Điều đấy quan trọng thì vì Navigation 3 sẽ bị thay đổi trước, thay đổi giá trị tùy theo chiều màn hình, tự nó tính. Đấy là chúng ta, vì ở đây là chúng ta quan hệ với thằng top layout guide này, top layout guide. Tương tự với bottom layout guide, tức là sao? Tức là khi mà chúng ta đính cái thằng ở trên cùng vào view của chúng ta ấy, thì chúng ta nên quan hệ với top layout guide, chứ chúng ta đừng quan hệ với vị trí là top của thằng parent. Tương tự với bottom cái đáy thì chúng ta quan hệ với bottom layout guide, chứ chúng ta đừng quan hệ với thằng bottom của cái thằng view chart. Thì vì là khi mà chưa nào chúng ta cần cái bottom layout guide thằng đáy, khi mà thằng view chúng ta có thể nằm trong tab 3 thì chúng ta thì nó sẽ luôn nổi lên trên chứ không, nó sẽ không bị che ở dưới. Đấy, chú ý ở đấy một chút thôi, đấy tự động mà. Thì khi mà như thế này ấy, thì chúng ta có thể quản lý con trên, quản lý các con trên này thông qua này đúng không, thông qua một cái liệt kê tất cả con trên trong view. Nhưng mà như này chúng ta sẽ liệt kê rất khó, tại vì các con trên nó sẽ xếp hết vào trong này, đa số sẽ xếp vào trong này. Thế nếu mà chúng ta muốn tìm các con trên liên quan một cái view đặc biệt ở đấy sao, thì chúng ta chọn cái view đấy này, chọn cái view đấy này, và chúng ta sẽ sang cái chỗ size này. Chỗ size này các bạn nhìn thì nó sẽ liệt kê tất cả con trên thằng đấy đang có, đây có ba cái, chúng ta có thể đi đến từng cái một để chúng ta điều chỉnh. Muốn điều chỉnh nhanh chúng ta có thể edit luôn. Muốn đi chi tiết thì chúng ta đi đến từng cái một. Đấy là chúng ta sẽ định vị được con trên cái nhanh nhất là như thế. Ở trong cái thuộc bảng thuộc tính cho một, chúng ta chọn một con trên, thì trong cái inspect attribute ấy, chúng ta inspector attribute đây chọn một cái. Các bạn nhìn đây nó có rất nhiều cái đúng không? First này, relationship này, second này thì chắc hiểu rồi đúng không? Công tăng chắc hiểu rồi đúng không? Multiple layer. Priority thì chắc hiểu rồi đúng không? Thế đây có mấy một số cái chứ, identifier là cái định danh của con trên đấy, chúng ta định danh vào thì debug nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ hiện thị tên của cái thấy là đấy trong trường mâu thuẫn. Và cái cuối của này, placeholder này, nếu chúng ta check vào placeholder thì cái con trên chỉ có giá trị trong storyboard thôi. Còn khi mà nó được loát lên view thật thì tự động remove cái con trên đi. Đấy là đôi khi chúng ta muốn kết hợp cả storyboard và cả code. Khi trong view loát thì loát thêm một số con trên. Đấy, ví dụ như. Và cái dưới đó instance này, instance này sẽ liên quan size class thì chúng ta giải thích sau. Còn nếu mà mặc định check vào instance ấy là bao giờ nó sẽ có trong tất cả mọi thứ màn hình. Ở trong các view ấy thì nó sẽ luôn tồn tại một số cái con trên mà chúng ta không nó không hiển thị ở đây, nhưng mà nó chỉ hiển thị cái gọi là priority thôi. Chúng ta cũng chỉ điều chỉnh các con trên đấy thông qua độ ưu tiên thôi. Mà tức là sao, bao giờ nó có những con trên đấy và chúng ta chỉ điều chỉnh cái độ ưu tiên của nó. Nếu chúng ta muốn nó có tác dụng thì chúng ta tăng độ ưu tiên lên, và chúng ta muốn nó không vô tác dụng thì chúng ta có thể giảm nó xuống. Thì các con trên đấy là các con trên là content hopping. Ý nghĩa là gì? Đây là content hopping. Ý nghĩa là gì? Càng nhỏ
priority càng thấp thì càng dễ lở. Tức là cái priority của nó càng thấp thì cái view của chúng ta nó càng dễ lở to ra. Và chú ý nhá, lở ở đây là lở do content. Tức là khi mà content nó to thì nó sẽ gây ra một sức ép lên cái size của cái thằng view đấy này cho nó giãn to ra. Giống như khi chúng ta dùng label ấy, khi mà text của chúng ta dài quá thì label chúng ta tự nó giãn ra. Thì đấy là sức ép do content. Thì cái content hugging ấy, thì càng thấp thì nó càng dễ lở. Còn càng to, và đây thì càng to thì càng khó lở, nó càng cứng. Một cái là content compression resistance thì càng thấp càng dễ ép. Càng thấp thì càng dễ bị những cái thằng khác ép lại. Cái này chỉ dùng trong trường hợp chúng ta ví dụ có hai cái label này. Hai cái label mà nối tiếp nhau trên cùng một dọc. Chúng ta muốn cái label nào nó được ưu tiên hơn khi mà nó ưu tiên hơn mà khi nó lở. Ưu tiên chiếm diện tích hơn mà khi mà cái nội dung nó được tăng lên. Thì chúng ta sẽ xét cái đấy. Xét cái thằng được ưu tiên thấp hơn thì nó sẽ là xét cái content compression resistance nó thấp xuống, càng thấp thì càng dễ ép mà. Đây chúng ta có muốn thử không? Muốn thử nhé, chúng ta tạo hai cái label. Cái đấy thì chúng ta phải nhìn label thì tốt hơn. Label. Đây hai cái nhãn này. Chú ý chúng ta muốn cái nhãn, hai cái nhãn này ấy. Chúng ta muốn hai cái nhãn này nó luôn nằm cạnh nhau. Cái nhãn thứ nhất luôn ở bên trái và cái nhãn thứ hai ấy, thì nó sẽ tùy theo vị trí, tùy theo vị trí nhá, và nó sẽ luôn nằm bên tay phải, luôn nằm bên tay phải. Và khoảng đây nó như thế này, kiểu như thế này, nhãn thứ hai luôn căn lề phải, nhãn thứ nhất luôn căn lề trái, và khoảng hai nhãn này không được đè lên nhau, không được phép đứng. Không phép là hai cái chúng nó sẽ dẫm chân lên nhau. Thì chúng ta đặt con trên như nào? Nhãn thứ nhất chúng ta đặt như nào? Đây chúng ta pin vào đây thôi. Bên phải đúng không? Ở trên thằng nào thì cũng phải có quan hệ với trên. Ở dưới thì chắc không cần rồi đúng không? Tại vì nó có thể treo một cái lơ lửng vào nó theo con trên. Và thằng bên phải của nó sẽ là 8. Đây, tức là không được cái bè nhau, nó sẽ ép 3 con trên này. Và thằng này thì chúng ta cũng ép tương tự. Nhưng chúng ta chuyển ép 2 cái thôi, vì cái khoảng cách ở giữa nó đã ép bên này rồi đúng không? Ép từ cái trước rồi. Nó hơi vàng một tí, chúng ta có thể chỉnh lại. Đây các bạn nhìn nó, thậm chí nó đỏ đấy, nó vàng. Thì vì sao nhỉ? Đây có nhìn thấy mâu thuẫn chưa? Cái label này nhá. Bên trái nhá. Sát bên trái nhá. Ở quan hệ phía trên thì không nói gì nhá. Nhưng quan hệ bên tay phải nó bằng bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? Bằng 8 ấy đúng không? Bằng mặc định default là 8 ấy đúng không? Nhưng mà nó là bằng nhá. Thế trong trường hợp đấy thì cái label này nó phải luôn luôn sát đây này này gì? Nhưng mà bản thân cái label thứ hai nó cũng có quan hệ của nó, tức là cái cạnh bên tay phải của nó. Đây cái label này. Cạnh bên phải của nó cũng phải sát sang bên này. Thì nếu mà trong trường label nó ngắn thì nó sẽ mâu thuẫn này. Đúng không? Nếu mà nó quan đã xác định quan hệ như thế thì từ đây cho đến đây sẽ luôn bằng chiều dài của cái này cộng với 8 cộng với chiều dài của cái này. Đúng không? Nhưng mà nếu mà cái label này nó ngắn quá thì tự nó sẽ mâu thuẫn. Vì là cái thằng khoảng cách view cha nó sẽ không thay đổi theo thằng view con mà. Nó bám cái màn hình rồi. Thế nên ở đây chúng ta để đảm bảo nó luôn luôn không. Nếu như trong trường hợp này ấy, thì quan hệ nó sẽ như nào? Cái này ấy, nó không phải là bằng mà luôn luôn nhất phải lớn bằng, nhỏ lớn bằng. Đây chúng ta chỉnh được grid. Grid đôi quần đúng không? Đây, thì nó sẽ không mâu thuẫn nữa. Cái này mình nuôi được bao nhiêu đây? Để xóa đi. Đấy nó sẽ nhìn này. Đây đúng không? Thế thì bây giờ nếu mà trong trường hợp là cái thằng lá ben này này nó như thế này thì không nói làm gì cả.
Nếu nội dung nó thay đổi sao, nó rất dài sao? Thì thằng nào sẽ chịu ép, thằng nào chịu ép trước và thằng nào chịu ép sau. Ví dụ nhé, thằng này cũng là B. Đây nó vẫn sống tốt đúng không? Nhưng mà thằng này cũng thế thì sao? Thì chúng ta sửa này. Thế nó bị mâu thuẫn này. Nó mâu thuẫn vì không thằng nào chịu ép cả. Đây nó sẽ bị đè lên nhau như này. Bây giờ chúng ta phải chỉnh cho một thằng cái sức chịu ép nó thấp xuống. Ví dụ thằng thứ hai sẽ ưu tiên hơn thằng thứ nhất. Thằng thứ hai bao giờ cũng phải đủ chữ đã rồi mới đến chia giảm. Rồi đến khoảng cách thằng thứ nhất thì chúng ta sẽ chọn vào nó và chúng ta sẽ giảm cái compression distance đi xuống của nó. Compression distance theo chiều ngang đúng không? 750 nó chỉnh xuống. Đấy, các bạn nhìn. Thằng thứ nhất bao giờ được viết hết, ưu tiên đã. Xong đến thằng thứ hai, thằng thứ hai sẽ bị co lại nha. Có đây khi đó em sẽ có bao nhiêu dòng, em có nhớ Laravel khi của chúng ta không? Laravel chúng ta có thể xác định số dòng đây này. Từ từ đừng bình tĩnh nhá. Có một dòng là like đâu nhỉ? Có. Từ từ đã. Đây đúng không? Nếu bạn để là một luôn là một dòng, hai luôn là hai dòng, ba là ba dòng. Thế nếu nó không thì sao? Có bao nhiêu hiển thị bấy nhiêu dòng? Tự nó ép xuống. Một. Và thứ hai, khi một label bị giảm xuống thì nó sẽ đối xử với nội dung nó theo nhiều kiểu. Thứ nhất là có thể là fix phông sai, nó phông không bao giờ thay đổi. Cách thứ hai là nó tự động nó scale phông xuống, chữ bé xuống thì cùng nó sẽ hiển thị hết mà. Và trường thứ ba, nếu mà kể cả có giảm tất cả xuống rồi mà vẫn không được thì nó sẽ làm là, thì nó sẽ là cắt bớt nội dung đi. Như đây nó sẽ cắt đuôi đi, ba chấm label ba chấm, hoặc cắt ở đầu. Đây chúng ta có thể lựa chọn nó chỗ này. Chân kết lép đây, xén đuôi này, xén đầu này, cái xén giữa, giữ xén giữa này. Các bạn nhìn ba chấm ở giữa, nó giữ đầu và đuôi, kiểu nó như thế. Thế nên bây giờ chúng ta muốn cái thằng này, nó được ưu tiên hơn thấp hơn thằng này thì làm thế nào? Tôi ưu tiên thằng đầu trước, còn thằng sau, thằng đầu viết đủ đã, còn được bao nhiêu trường cho thằng sau chúng ta làm nha. Chúng ta phải vào chỉnh cái distance compression variability thôi, nó chỉ nó thấp xuống. Đây bạn nhìn thằng đầu thì ưu tiên rồi đến tại hạ. Chú ý ở đây nhá, vì cần chú ý ở đây. Thì vì việc nó sẽ giải quyết xung đột trong quá trình là coi như chúng ta thiếu khoảng cách. Đấy. Tự to thì đây nhá, chúng ta sẽ làm không tự to khi cho màn hình to nhá. À, chúng ta sẽ vào đây này, em nhìn này. Auto shrink này, chúng ta này không phải là fix phông sai nữa, và chúng ta sẽ có một scale đấy, minimum scale, và chúng ta cho nó ra phông thật to này, phông thật to lên thì màn hình to tự động nó to đúng không, còn màn hình nhỏ tự động nó thu nhỏ xuống. Đấy là... đây phông của chúng ta đây, chúng ta có thể chỉnh được đây. Nhìn nó to chưa? Nhưng mà chúng ta xoay ngang ra thì sao? Mình tự giữ tự động to này không? Nếu không nó sẽ bị ép xuống. Nó xoay ngược trở lại thì nó sẽ bị ép xuống. Đây, nhìn chữ bé gần bằng này, bị ép xuống. Chú ý là cái này nó sai lệch dòng nhau nhá. Thì chúng ta có thể gióng, chúng ta có thể gióng theo kiểu là cái đây này,
chúng ta sẽ quan hệ cho nó hai cái này quan hệ với nhau, cho nó sóng cho nó thẳng hàng với nhau được, kéo ngang này. Thì ở đây nó có một cái là baseline, có một cái quan hệ là baseline. Nếu mà là text baseline thì nó tức là cái chữ mà baseline, cái gọi là cái dòng kẻ của chữ ấy, nó sẽ bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Cái content hugging ấy và content comprehension reason ấy, cái nó tương đối khó hiểu. Các bạn về đấy thực hành hãy tùy chỉnh nó, đặt hai cái song song với nhau tùy chỉnh nó thì sẽ thấy nó coi như là nó hoạt động như nào. Thì ở con trên ấy đôi khi là nó quá nhiều con trên sẽ gây ra lỗi. Ví dụ đây chẳng hạn, trong trường này nhá, mình muốn là cái này của nó baseline nó bằng nhau, đúng không? Baseline bằng nhau luôn luôn như này, đây nếu mà con trên chúng ta bị lỗi chúng ta có thể sửa nó bằng cách quan sát xem nó thừa hay thiếu con trên. Ví dụ đây tôi xóa đi một vài con trên thì xem có bị lỗi không, tôi xóa tạm một cái con trên bên tay trái của thằng này nhé, tôi có thể nhấn nút ở đây để nó nhảy con trên từ bên này đây, nhưng mà để xóa đi tự nhiên nó sẽ sinh ra lỗi, nó sẽ màu đỏ màu vàng. Màu vàng này vẫn có thể sửa được, tức là từ màu vàng thực ra không phải là lỗi, mà nó chỉ là sinh ra là cái con trên chúng ta đang mâu thuẫn với cái hiển thị trên cái màn hình storyboard đó, và chúng ta chỉ cần cập nhật lại đi phải đáp lại hết lỗi. Nhưng mà màu đỏ nó sẽ sinh ra lỗi đây, chúng ta đọc đây lỗi là do làm sao thiếu một cái gì đấy, cái này cụ thể là gì nhỉ, thiếu con trên for x position của cái thằng này đúng không, thực ra chúng ta vừa xóa cái bên trái của nó xong, thế thì không biết là x nó sẽ nằm đâu, cái vị trí theo chiều ngang nó nằm đâu, thì chúng ta có thể sửa lỗi theo nhiều cách. Ví dụ như chúng ta add missing con trên này như mình vừa nói này, hoặc là chúng ta đọc và chúng ta bổ sung thêm con trên, thường là chúng ta tự bổ sung thêm. Ví dụ nhé, nó báo thiếu x đúng không, cái thiếu x thì chúng ta thường là sẽ quan sát là thiếu x ấy, thì nếu mà con trên nó nằm trong cái ràng buộc là khoảng cách của nó từ cái view này đến view kia là bao nhiêu thì nó sẽ định nghĩa x theo chiều ngang, thì chúng ta add thôi vào thôi, chúng ta để add như này, thực hiện là cái bước như vậy nó sẽ hết. Đó, đơn giản thế thì thường chúng ta xài chúng ta sẽ hiểu. Các bạn có muốn thực hành một tí không? Thử đi. Bây giờ bạn thử tạo ra một cái, chúng ta thử tạo ra một cái màn hình có một cái button lúc nào nằm ở chính giữa màn hình thì làm như nào? Không phải priority, chẳng liên quan đến priority cả. Mà chúng ta sẽ có một cái con trên là center y. Bạn chú ý nhá, bạn có là cái top này, có top, có bottom này, có left, có right này, có leading, có trailing này, đấy những cái thành phần có thể quan hệ mà. Nhưng trong đấy có một cái thành phần đặc biệt là center x và center y. Center x là cái tâm mà, tâm có quan hệ tâm của cái view này. Thì nếu mà nằm chính giữa thì quan hệ như nào? Tâm của thằng con bằng tâm của thằng cha. Đúng là nằm chính giữa đúng không? Tớ thử drag cái đấy vào xem nào. Tạo ra một cái và drag vào xem nào. Đây mình sẽ thêm một cái, thử xem. Một cái button. Thêm một cái button lên. Luôn nằm chính giữa màn hình. Đặt tên là center button. Chú ý nhé, button ở trong này chúng ta sẽ bắt gặp, thường chúng ta bắt gặp hai cái loại view.
một loại vi rồi đủ dài là xứng đầu cũng cổ, nội dung thế nào thì bao giờ cái diện tích hiển thị của nó như thế, giống như scroll view chẳng hạn, table view là rất dạng view như thế, hay là một view bình thường nhất bao giờ nó như thế. Nhưng có loại view thứ hai đặc biệt hơn là tùy theo nội dung nó sẽ giãn, giống như là bên vừa rồi ấy, hay button cũng thế, tùy theo nội dung nó sẽ có thể chiếm chỗ khác nhau. Tất nhiên là nếu bạn có cách thì bạn ép bạn vượt qua cái content hub và coi như content instant mình vừa giới thiệu thì nó cũng rất tự nó bị ép theo, nó không ưu tiên cho nội dung, không ưu tiên theo cái không gian, theo cái hoàn cảnh của nó. Quay trở lại thì cái center button này làm thế nào để nó luôn luôn đứng giữa hả các bạn? Luôn luôn đứng giữa thì chúng ta phải xác định là cái tâm của nó bằng tâm của trang. Đây đơn giản nhất mình này, chọn vào đây các bạn sẽ thấy này, nó là horizontal container và vertical container đấy, luôn cái tâm luôn. Các bạn tự thực hành đi, không thực hành là quên đấy. Horizontal container và vertical container, bây giờ cái này luôn nằm giữa rồi đây, chúng ta thử xoay ngang là nó nằm giữa, luôn nằm giữa đây đúng không? Các kiểu mà đánh khác nhau thì nó sẽ chết trên luôn nằm giữa đúng không? Ok, đấy là một ví dụ. Ví dụ thứ hai thì xem nào, đây có một ví dụ thứ hai. Cái này thì bạn phải nhìn vào slide. Cô trên tự mở rộng đây. Đây. Bạn làm được cái như thế nào? Đây bạn thử làm một cái như này. Thỏa mãn cái gì? Nó ở đây được có hai cái tích view ấy, tích view 1 và tích view 2. Hai cái tích view này ở dưới đây nó có một button này. Dưới nó có thêm một button này. Hai cái tích view này nó luôn có độ rộng và chiều cao bằng nhau. Vì take view ấy là nó không theo nội dung, take view là giống scroll mà không theo nội dung, nội dung bao nhiêu thì nó tự động nó sẽ có scroll ra. Đấy, ta thử làm đây, cái này này, từ đây đến bên cạnh trên là nó bằng margin này, trái nó margin này, phải margin này, ở giữa là 8 này là chuẩn này, cái dưới cũng tương tự như thế, nhưng mà cái dưới cách button là 8 này, button ấy thì nằm sát đáy luôn, cách margin bên trái margin này, phải margin. Thử thực hành đi. Toàn côn trùng là đắt thôi mà. Ai xong rồi chưa?
Chúng ta làm như nào? Đã có ai làm xong chưa? Chiều cao của nó là tự nó giãn theo. Đây này các bạn nhìn này. Để làm sao khi mình xoay dọc xoay ngang của nó thì nó vẫn như thế này. Nó chỉ cần bằng nhau thôi. Bây chúng ta thử xem nhá. Chúng ta đây có mấy control nào? Take view này, take view ở một button ở dưới này. Đúng không? Chúng ta ép vào. Khi ép vào thì các bạn kéo vào thôi. Các bạn không cần phải quan tâm nó là nó đúng đắn hay nó đẹp đẽ nào, chỉ cần quan tâm cái độ tương quan của nó. Ví dụ như là cái A, và nếu ở vị trí đúng nó là cái A nằm trên cái B, nằm dưới cái C, thì khi kéo vào chúng ta cũng cố gắng để cái A nằm trên cái B và dưới cái C, để chúng ta khi mà chúng ta tạo con chuyện tự động thì dễ hơn. Chúng ta có một cái button này, add button này và add I take view này, take view đây đúng không? Đây, vừa nhìn tương quan thì nó gần giống này đúng không? Cái này ở dưới này và cái button ở dưới cùng gần giống như cái cuối, cái gốc của chúng ta là như này. Một cái là màu nâu và vàng này, một cái là màu tím này. Nghe cả thôi. Bách cả đào. Cho một cái nó màu vàng này. Yên lầu này. Suối này. Lấy lầu dùm một. Đây, kiểu này đúng không? Bây giờ chúng ta đặt con trên cho nó. Nào, xuất phát từ dưới đi. Hoặc xuất phát từ trên đi. Xuất phát từ trên thì ngã. Button cái này. Chúng ta có thể add pin cho nó. Add này. Sát trên đúng không? Nhanh quá. Add pin. Ở cái dưới khoảng cách là 8 đúng không? Đấy, tương tự cái này cũng thế. Tất nhiên cái này thì không cần phải ép của cái trên rồi, vì cái trên này chúng ta ép cũng đúng đấy rồi, vừa ép của cái trước rồi. Chúng ta chú ý chỉ cần ép cái nào thiếu nhé, không ép thừa. Và dưới là 8 đúng không? Dưới so với button là 8 đúng không? Đấy. Đây, và button thì sao? Button chúng ta bên tay trái này không, bên phải một đuôi không, ở dưới không, đây vẫn từng đây đúng không? Không, nếu mà nhìn được trên kia thì bất từng chúng ta có sát này. Không sát có cái 20 đúng không? Rồi nâng nó lên thôi. Nếu mà làm sai thì chúng ta vào đây chúng ta chỉnh lại và cho bất từng cho sai cái cạnh cho cạnh dưới này, chúng ta điều chỉnh cái này thành 8. Được chưa? Bây giờ nó còn thiếu cái gì nữa? Đây các bạn nhìn này, nó vẫn đỏ này, đúng không? Nó vẫn đỏ đấy. Vì nó chưa xác định độ cao của hai cái này. Bây giờ chúng ta xác định hai cái này độ cao bằng nhau không được. Vì nuôi trong nguyên tắc chúng ta trong cái thiết kế là hai cái này bằng nhau mà. Bây giờ nó xác định hai cái bằng nhau, chọn cả hai cái, chọn cả hai cái, dùng shift giữ shift để chọn cả hai cái, click cái thứ nhất giữ shift rồi click cái thứ hai là thành chọn cả hai cái, và chúng ta add thế này, đây, add con trên equal width hoặc equal height, đây là equal height chiều cao bằng chiều cao, add con trên equal height, click vào con trên đấy, thế xong đơn giản không? Thế bây giờ nó hết đỏ rồi,
Đấy, các bạn có thể thử trên các màn hình khác nhau, rất ngon đúng không? Đó. Đơn giản thôi, tất cả con trên nó bắt đầu từng cái một như thế. Rồi chúng ta đi tiếp ví dụ tiếp theo. Ví dụ này mọi người được hết chưa? Rồi chúng ta đến ví dụ thứ hai nào, và tạo ra một ví dụ này nó sẽ... ví dụ thứ ba, sai thay đổi và phù hợp. Tên như nào nhỉ? Chứ là nhìn ví dụ này cũng khó hiểu là nó chạy như nào. À đây, các bạn nhìn. Các bạn nhìn khác nhau nó phải chạy ra được như này. Nó xem nó như nào. Đây, cái khoảng cách này của cái button A thì khoảng cách này luôn là đến margin 20. Button C luôn là bên đấy, luôn là chỗ này là 20. Nhưng mà khoảng cách giữa hai cái này luôn cố định với nhau. Trong tất cả các loại màn hình luôn cố định. Các nhìn bằng nhau và cố định. Đúng không? Thực hiện như nào? Và các button ấy thì cũng là coi như là sai chiều rộng của nó bằng nhau, button A và button B và button C, các bạn để luôn bằng nhau, khoảng cách giữa chúng cũng luôn bằng nhau. Thực hiện được không? Đầu tiên là phải làm gì? Ép ba cái button vào, sau đó xác định quan hệ của thằng button A với cạnh bên trái, quan hệ của button C với cạnh bên phải, và cũng xác định các khoảng cách giữa chúng luôn bằng nhau. Luôn bằng nhau, các bạn nhìn này, luôn bằng nhau này, tức là bằng nhau bằng hằng số thôi. Xoay ngang, xoay dọc đều là bằng nhau mà. Các bạn có thể tùy tiện cho một hằng số đấy. Ví dụ chỗ này là bằng khoảng 40 chẳng hạn. Hoặc là bằng... Không phải bằng 40, phải bằng 30 chẳng hạn. Cứ thử đi. Đây, ba cái button đây, A, B, C. Khoảng cách giữa nó, giữa A và B, luôn bằng B và C. Và là hằng số. A bằng B bằng C.
Được chưa? Đã ai làm xong chưa? Cứ thử nhá. Đừng chung được, xóa đi nghe. Ấn từ A, từ B, từ C đúng không? Màu rồi màu chút cho nó giống cho anh kia. Bạch phải rào. Rồi, chúng ta để ý quan hệ của nó ở trong này. Button 3 sát với biên. Button C là sát với biên, là khoảng cách giữa A và B bằng B và C. Đúng không? Và là số. Đầu tiên chúng ta ép cho A trước. Và đây có một cái chú ý, đấy là khoảng cách theo chiều ngang thôi, chứ khoảng cách theo chiều dọc thì sao? Luôn là nằm ở tâm đúng không? Theo chiều dọc tất cả luôn nằm ở tâm đúng không? Chú ý cái đầu tiên là chúng ta ép cho cái A. Bên này là không này, bên đây phải là ví dụ là bằng 30 nhỉ, lúc nào 30 nhỉ, thế A và B luôn bằng 30. Và chúng ta ép còn trên một cái đấy, và đồng thời A luôn nằm ở tâm, chọn dưới này vertical in container, ép còn trên đấy, A luôn ở tâm. Tương tự cái B và cái C, chúng ta có thể ép nhanh được, chọn cả B và C và check này vào đây cái và vertical in content thì nó tự động nó ép B cũng nằm ở tâm và C cũng nằm ở tâm thì trục đứng anh còn trên, muốn ép nhanh thì đấy. Sau đó cái B cho ép thì bên trái nó được xác định bởi khoảng cách đến A là 30 rồi, còn bên phải khoảng cách đến C là 30, đưa thêm 30 vào anh còn trên. Và cuối cái C của chúng ta là sao? Cái C của chúng ta sát biên phải, cho là không sát biên phải. Ôi, C lỗi gì? Và đây còn cái gì nữa? A bằng B bằng C đúng không? Tôi xem lỗi gì đây? A bằng B bằng C, chọn cả A, cả B, cả C và chúng ta check vào cái chỗ pin này. Thế nên nó có một cái tiết mục đi quần hay hay còn trên này, chọn cả ba cái nhá, ship này, ship này, ship này, hoặc không các bạn này kéo chuột để chọn như này được. A quần width bằng chiều rộng hay còn trên đấy, thế là luôn luôn như này, được chưa? Chúng ta nên thử khi nó xoay ngang ra, tự động những cái thằng kia nó sẽ giãn và khoảng cách ở giữa nó luôn không thay đổi. Chúng ta chú ý một chút nhé. Thế bây giờ chúng ta trở lại một cái đố các bạn một chút. Chúng ta trở lại cái màn hình tự động mở rộng nha. Tự động mở rộng. Cho nên khoảng cách chúng ta đặt này là cùng độ rộng. Bây giờ chúng ta xem lại cái chỗ tự động mở rộng lúc này. Đây nhá, các bạn nhìn nhá. Cái vàng này bằng cái xanh này. Cái vàng bằng xanh. Nhưng bây giờ mình không muốn nữa. Mình muốn cái vàng luôn bằng 20. Và còn lại là cái xanh. Thì làm thế nào? Các bạn
Nếu mà muốn thay đổi như thế thì chúng ta xử lý như nào? Hiểu ý không? Tức bây giờ mình muốn cái vàng này luôn chỉ chiếm khoảng 20 thôi, còn lại là cái xanh thì chúng ta làm như nào? Cứ thử dưới nhé, copy tự động mở rộng 2. Đây, cái vàng luôn bằng 20 thì chúng ta phải xác định cái vàng bằng 20 và cái còn lại là cái xanh, thì cái đó cái vàng và cái xanh còn bằng nhau đúng không? Không đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái quan hệ bằng nhau, chúng ta xóa đi. Đây, tôi sẽ bằng này, tôi xóa đi. Và chúng ta thêm bổ sung thêm cái vàng bằng 20. Vàng bằng 20 chúng ta thêm như nào? Đây, các bạn chọn vé con trên như này. Đây, các bạn nhìn thì nó có vàng bằng 20, tức là cao bằng 20 thì check vào hay. Có 20 vào. Rất bé. Còn khi đó thì cái xanh tự động nó sẽ kéo theo, từ vì cái xanh ấy nó sẽ tiếp giáp luôn luôn tiếp giáp với cái vàng nên nó sẽ bị kéo theo. Như đấy. 20 ít quá, chúng ta có thể tự chỉnh đấy. Thì các bạn chú ý cái riêng cái quan hệ mà bằng 20 hay bằng 20 thì nó thường nó ép trực tiếp vào trong tích view chứ nó không ép ra ngoài. Chúng ta có thể tùy chỉnh một chút. 20 hơi bé, cho bằng 50 đi. Đấy. Ví dụ là như này. Ok. Bây giờ có một cái này đố các bạn một chút nữa. Cái này đố thôi. Bây giờ tôi có hai cái tích. Tôi có ba cái, hai cái button. Tôi hai cái tích đi, hai cái tích fill đi. Tôi có hai cái tích fill. Thì tích view 1, tích view A và tích view B. Bây giờ tôi có một cái tích fill và tích view C nữa. Tích view C làm sao nó luôn có độ rộng bằng độ rộng lớn nhất của cái tích view A và tích view B. Chú ý nhá, tích view A và tích view B chưa xác định độ rộng nhá, vì là tùy theo nhập liệu có thể tự nó giãn ra. Đây, chúng ta đi thử một chút đây, để nhìn lại. Thử xem nhé. Đây, chúng ta đặt cái này là độ rộng lớn nhất đi, là max đi. Max là bây giờ chúng ta làm 3 tích view. Tích view 1 này. Tích view 2 này. Tích view 3 này. Giả sử nó giống như thế hết rồi. Nó giống hết bên cạnh trái rồi. Như này. Mình có thể end nhanh lại một chút. Tích view ấy thì chúng ta chỉ cần xác định điểm trên rồi thôi. Điểm trên và điểm dưới. À, điểm trái với điểm trên thôi. Tại vì tích view nó cũng giống như là label, nó có thể tự mở rộng theo cái nội dung ở trong. Riêng cái tích view thứ ba này, bây giờ chúng ta làm thế nào để xác định được nó rộng bằng rộng lớn nhất của tích view 1 và tích view 2. Đấy nha, chúng ta thử chạy nhá. Đây, chúng ta thử chạy xem. Chạy thì cái nhập liệu được mà, chứ còn chạy giả thì không nhập liệu được nên chúng ta không xem được.
đây xq có nhìn thấy không, xq một này, xq hai này, mình gõ nó không mở rộng à? Đấy, tự động nó mở rộng này, nhập xong tự động nó mở rộng ra này. Đây các bạn nhìn tự động nó mở rộng. Riêng cái tích view này mình muốn là luôn luôn là coi như khi mà thằng trên này mở nó sẽ nhận cái chiều rộng nó bằng chiều rộng lớn nhất của cái hai này để nó luôn có thể bao trùm được. Làm như nào? Theo các bạn thì làm như nào? Có ý tưởng gì không? Thực ra thì có quan hệ nào là giữa ba cái không? Không đúng không? Thế bây giờ ấy, chúng ta trẻ ra nhá. Cái này ấy, nó là lớn nhất của cả hai cái này. Thì cái độ rộng của cái này ấy, so với cái này thì quan hệ thế là gì? Lớn bằng. Chú ý nhá, cái thằng tích phi 3 bằng có chiều rộng bằng chiều rộng lớn nhất của thằng tích phi 1 và tích phi 2, thằng 1 và thằng 2. Thì thằng 3 luôn luôn lớn bằng thằng 1 và luôn luôn lớn bằng thằng 2. Chính xác không? Thế bây giờ chúng ta đã có hai quan hệ rồi. Và có một cần một quan hệ thứ ba nữa là thằng tích phi thứ ba, thằng cái thằng độ rộng của thằng thứ ba nhỏ nhất có thể thì nó sẽ bằng lớn nhất. Lớn hơn bằng 1, lớn bằng 2 và nhỏ nhất có thể có. Thì nó sẽ là lớn nhất đi. Bây giờ chúng ta thêm ba quan hệ đấy vào. Đầu tiên chúng ta thêm quan hệ lớn bằng trước. Đây. Chúng ta có thể thêm thủ công. Equal width này. Equal width này. Đây chúng ta thêm thủ công. Chọn này. Và chúng ta đổi quan hệ bằng này, quan hệ lớn bằng. Đây chúng ta đổi đấy, edit này, lớn bằng, tương tự ở dưới như thế, lớn bằng, chưa, lớn bằng. Và bây giờ thêm quan hệ thứ ba là nhỏ nhất có thể có, nhỏ nhất có thể có. Cái quan hệ thêm như nào? Thì cái quan hệ nhỏ nhất có thể có ấy, chúng ta thêm một cách tiểu xảo vào là chúng ta xét quan hệ nó bằng không, nhưng mà priority nó thấp thôi. Thì cái chỗ này nghĩa của priority ấy, như mình vừa bảo là khi mà xảy ra mâu thuẫn, tức là nó vừa phải lớn hơn bằng thằng này, thằng thứ nhất vừa lớn bằng thằng thứ hai thì không thể bằng không được đi. Nhưng mà còn một cái quan hệ, chúng ta định nghĩa cho một quan hệ thứ ba bằng không nhưng mà độ ưu tiên thấp, thì ấy, cái quan hệ bằng không ấy nó sẽ cố gắng là nó đến một cái số nào đấy thấp nhất có thể có, tức là sát nhất cái số không có thể có. Thế là nó sẽ xác định như thế, thì là nó sẽ thành là coi như là quan hệ chúng ta thấp nhất có thể có. Chúng ta chọn width này và chúng ta set quan hệ nó bằng 0. Width này. Nhưng mà priority của nó thấp thôi. Ví dụ bằng 0 này. Và priority nó chúng ta không để bằng 1000 nữa, thì 1000 nó gây ra mâu thuẫn, chúng ta để 999 nữa. Đấy, chúng ta thì để 99 có khi vẫn thấp, chúng ta để vẫn cao, chúng ta để nó thấp hơn nữa. Chúng ta để là bằng 200 thôi chẳng hạn. Đấy thì chúng ta thử dạy cho 200. Cái này còn thiếu ít à? Luôn chúng ta chơi edit mà. Đây các bạn nhìn chúng ta luôn sẽ bằng. Thử chạy thêm nhé. Thế các bạn nhìn cái thằng này luôn bằng max đúng không? Thế chúng ta tăng 2 đi xem nào. Tự động giãn ra bằng max của thằng 2 đúng không? Đấy nó là như thế thôi. Hiểu không? Nói chung là phải thực hành nhiều. Ok, có thắc mắc gì phần auto layout?
Ở thế thì về làm đi. Rồi, auto layout thì tạm thời chỉ như thế thôi. Thế bây giờ chúng ta sang phần thứ tiếp theo, chúng ta thêm giao diện nhờ code, không phải auto layout nữa, mà chúng ta dùng code để tạo giao diện. Tại sao như thế? Auto layout không toàn năng. Nhất là chậm, khẳng định là chậm. Khi dùng code thì kiểm soát 100% luôn. Và bạn đặt view ở đâu thì nó ở đấy. Đặt ở đâu thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thì cái đặt vào cái cọc thì nó phải ngồi. Đúng không? Thì chúng ta dùng code kiểm soát 100%. Thế bây giờ ấy, chúng ta sẽ phải có, chúng ta phải có điều kiện là xác định là khi nào thì là cái thằng kích thước của màn hình nó bị thay đổi. Thì chúng ta có một cái method view win transition to size, win transition coordinator. Đấy. Thì cái method đấy nó sẽ xác định chúng ta là coi như là khi nào thì nó sẽ thay đổi. Khi nào thì nó sẽ thay đổi kích thước. Win là nó sẽ thay đổi nhé, thay đổi kích thước. Chúng ta sẽ có một cái method là support interface orientation. Cái đấy là chat giới thiệu rồi đúng không? Là support view controller của chúng ta là những cái hướng màn hình nào. Ngoài ra chúng ta có thể tạo các button, ví dụ như tạo button là UI, button là type, button là system hay là custom hay gì đấy. Hay tạo UI label, hay tạo UI text view. Chúng ta tạo, dùng hàm tạo ra và sau đó chúng ta add sub view, add to sub view, add sub view. Để chúng ta có thể thử một chút. Chúng ta add nhiều code thử một chút nào. Tạo một storyboard mới đi. Khi đã tạo một code thì cái này view controller này không dùng một tí gì nhá, còn bạn không dùng một tí nào nhá. Và để xử lý nó, để can thiệp nó thì các bạn có nhớ hàm gì không? View dot loop. Thì chúng ta sẽ nhét code tạo giao diện cho view dot loop. Đây chúng ta thử tạo. Giả sử như là chúng ta tạo ra một cái dạng như màn hình đấy chẳng hạn. Đây. Lũ auto layout của chúng ta đây, chúng ta có một cái màn hình như thế này. Đây đúng không? Có 3 cái button. 3 button, khoảng button A, button B, button C. A khoảng cách bên trái đến 20, C là đến phải 20, và ở giữa này khoảng cách nó là 30, và còn lại là tính là bằng nhau và giãn hết màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một code để xem thế này. Được. Đầu tiên chúng ta cần tạo 3 button đúng không? Tạo UI button thôi. Thì chúng ta có hàm là UI button new style đây. Style, mình chuyển style vào.
Custom. Sau đó set text cho nó. Có anh nhớ hàm set text không nhỉ? Set title for state đúng không? Cứ để luôn mà. Và cũng là chúng ta sẽ xác định cái frame cho nó. Chúng ta có thể xác định frame cho nó được không? Cái frame là cái khung mà, cái hình chữ nhật là cái khung gồm điểm trái trên và chiều rộng của nó. Thì cái điểm trái của nó bao nhiêu hả các bạn? Chấm origin chấm x bằng bao nhiêu? Để tôi xem. Đây đúng không? Cái vật tiền A này, cái điểm X của nó bao nhiêu? 20. Và điểm Y bao nhiêu? Chỉ biết nó là giữa thôi chứ chưa biết Y bao nhiêu đúng không? Thì chúng ta phải tính, chúng ta phải tính ra được. Tạm thời chỉ biết X bằng 20 thôi, chúng ta xác định X bằng 20. Bây giờ có thể xác định được chiều rộng của cái từng cái này không? Sẽ bằng chiều rộng của cả cái to này trừ đi 20 này, trừ đi 30 này, trừ đi 30 này, trừ đi 20 này, rồi chia cho 3. Đúng không? Bây giờ chúng ta đã xác định được những cái đấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xác định ở đây. Đây, thực ra thì chúng ta sẽ để cái việc đấy sau, tạo button này. Nhưng mà chú ý ở đây nhé, có một cái hàm này, shoot translate. Translate. Đây. Translate auto. Auto size, auto resizing max to content. Thì chúng ta phải set nó bằng true. À bằng true phone. Phone phone. Để khi mà button chúng ta tạo bằng code thì chúng ta phải set như thế. Còn kia nó sẽ tự động set chúng ta. Và chúng ta add vào thằng view cha thôi. Cell.view. Add subview. Button A. Rồi. Tương tự với button B, button C cũng làm y như thế. Chú ý sửa đường để son nhé. Xem. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cập nhật lại vị trí của nó. X bằng 20 này. Chúng ta phải tính được cả độ rộng của nó, rất quét quýt. Độ rộng của button sẽ bằng bao nhiêu? Cell.view bằng độ rộng chung này. Chấm size. Chấm frame đi. Chấm size. Chấm width. Trừ đi 20 này của cái đầu này. Trừ đi 30 của cái giữa 1 và 2 này. Lại trừ tiếp 30 giữa 2 và 3 này.
nó cũng là trừ 20 của cái cuối giữa 3 và cạnh này. Tất cả chia cho 3 đúng không? Chia 3. Sau đó các button width đều bằng thế, button A chấm ở đây chấm width chấm chấm width nguồn chấm size chấm width bằng width. Button B, button C như thế. Thế nhưng button B ấy, x thì không, sẽ không thể bằng 20 được. Mấy x sẽ bằng bao nhiêu? Đây, chúng ta xem lại đây. Chết rồi, đây không có giao diện. Chúng ta phải nhìn lại cái bản thiết kế thôi. 20 cộng với width cộng với 30 đúng không? Tương tự cái này bằng bao nhiêu? Cái C bằng bao nhiêu? 20 cộng với width cộng 30 cộng width cộng với 30. Nó có thể nhầm ra được. Cộng 30 và C cộng với width cộng thêm 30. Rồi, và chúng ta có thể chạy thử xem. Chưa chắc nó ổn đâu. Chẳng khớp không có gì đúng không? Vì sai nó bằng không. Thực ra thì virus loát ấy, khi mà virus loát thì build sai này, tất cả bằng không hết này. Nên chúng ta phải bắt được cái sự kiện là coi như mà khi nó thay đổi kích thước màn hình như lúc mình vừa nói override cái hàm làm build đứt virus ra sắp build cũng được hoặc chance, build win transition cũng được. Đây, view win transition to size của coordinator đây. Tôi viết như này. Thì chúng ta có cái size mới, tức là cái view này nó sẽ thay đổi cái size đến cái size mới này. Rồi chúng ta sẽ thì chúng ta lên cập nhật lại cái vị trí ở trong cái hàm này. Tức là mỗi lần nó thay đổi size chúng ta gọi là hàm cập nhật vị trí. Đây chúng ta cập nhật được vị trí. Gọi là hàm cập nhật vị trí. Thực ra chúng ta nên viết một cái hàm gọi là update layout thay vì này. Và button A, button B, button C vì chúng ta dùng đi dùng lại nên chúng ta nên khai báo là property chứ chúng ta không để là biến nội bộ. Ui bắn tình và chú ý đây là chúng ta không lấy view chấm frame chấm size mà lấy size mới nhé. Chú ý size mới, view size mới. Tại sao lấy size mới? Tại vì chúng ta cập nhật layout theo size mới chứ không theo cái size cũ. Nếu mà chúng ta vẫn muốn cập nhật cái size cũ chúng ta sẽ dùng view đứt transition, đứt transition còn nó win thì lên lấy theo size mới.
đâu rồi? Phải vẫn xác định, nhưng mà tại sao, vì lý do gì nên nó không hiển thị ra được? Đây các bạn nhìn này, đây hướng dẫn các bạn một chút về cách debug trong auto layout hoặc trong giao diện. Khi mà bạn chạy ấy, thì bạn nhìn trên menu chạy, chỗ ở dưới này nó có một cái như này, có một cái biểu tượng này, cái màn hình nó lồng nhau này, để ý mà xem, đấy, đúng không? Debug view, debug view. Bạn click vào đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cái khung màn hình của bạn. Thậm chí bạn có thể nhìn thấy màn hình của bạn hình dạng nhiều lớp được. Xoay nhé. Đây các bạn nhìn này, thì đây các bạn sẽ thấy các button này. Button A, button B, button C. Thì khi đó chúng ta sẽ xem được thực sự là vị trí của nó ở đâu. Thì đây chúng ta nhìn button A, button B, button C đang ở đây đúng không? UI view, UI view. Nhưng vì một lý do gì đấy, vì một lý do gì đấy mà nó không hiển thị ra, chúng ta có thể kiểm tra được. Chúng ta xem đây, nó có bị chen dưới của cái view ở đây không? Đây vẫn còn chen. Có thể print ra vị trí nó ra ngay lập tức. Phải chụp print ra. Cái đằng đầu là 0071 34. Tại sao là 0000 có độ rộng mà vẫn 0071 34? 0071 34. Thành thứ 2 bất tiền B cũng 0070 34. Hơi buồn cười đúng không? Nhưng mà tại sao vẫn là 00 thì chúng ta quay trở lại thử xem. Thử xem cái hàm kia của chúng ta có được gọi không? Chúng ta set rồi nha, set x bằng 20 nha. Nhưng mà có vẻ hàm set x này không hiệu quả rồi. Chúng ta thử print lại xem. Đây, có thể chúng ta mắc một sai lầm nhỏ nhỏ mà. Chúng ta không thể set, set từ frame xuống được mà chúng ta phải set lại như này. Bổ sung lên một chút này đó. Không xét từng thành phần được mà phải xét cả. Đấy. Tương tự với B và C xem.
Đây có bắt một sai lầm rất cơ bản. Đó là chúng ta chưa xét chiều cao cho nó. Đúng không? Chúng ta chưa xét chiều cao nó cao bao nhiêu nên nó. Với cái thứ hai ấy, là cái chỗ chân cái mắc này này, các bạn xét bằng chui rồi phone cái chân sút chân sút dự translate auto design to content ấy, bạn xét bằng chu chứ phải bằng phone. À bằng phone chứ phải bằng chu. Đợi UI của code đây. Run đi. Đây chưa. Bạn xét lại. Sorry với mình nhầm một chút. Đây. Translate auto design mắc từ con trên và xếp bằng chu. Chiều cao của button thì bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta xét nó. Hay sẽ bằng button a chấm size fit chấm content size tempo xem một giá trị ở đấy bằng 30 đi. Xem 30. Rồi nó sẽ chạy xem. Nuôi nó sẽ không bằng không nữa. Nó nhìn thấy cái bút đấy. Không bàn luôn. Sẽ bằng 30 hết này. Trong cái hàm update sai của chúng ta chúng ta chỉnh lại một chút. Đây chúng ta set độ cao cho nó, cao độ để nó mình có thể nhìn được ra. Có chạy chứ. Viết bằng 91 nhé. V
y bằng 0 này sai. Sai bằng 189 hay bằng 30. Đúng rồi. Tích bằng 239 không? Có vẻ chạy đều đúng nhưng mà nó sẽ không view ra nhỉ. Đây có nhưng mà có vẻ như nó cứ trong suốt thế nào đúng không? Chưa, đây được đổi màu chữ xem. Set title bất kỳ là for number. Bất kỳ là chấm set tất cả là chúng ta sẽ một chữ đây. Xem color chấm black đi. Có cái chữ xem được không? C B thì là tài bị lỗi rồi. Ở đây cũng có mà. Đây. Từ đó mình cứ nghĩ là vẫn nghĩ là nó bị thành trong suốt. Có một đoạn thứ nào chúng ta chưa xét màu nào. Xét cả cái nó bị trong suốt của cả control đấy. Kiểu cả control đấy opacity bằng không ấy. Mình kiểm tra xem. Đúng là ít xài cái code này là nó cứ thử cùng đi bớt xem. Không có gì nữa rồi đúng không? Không không tự nhiên mình không không hết rồi.
Nhưng bây giờ hiện đến chữ rồi. Nhưng nó không hiểu sao nó rung gió vào đây. Chúng ta kiểm tra lại đó. A, B, C đều bị rung gió vào một chỗ. Ok, thôi rồi, cái này chúng ta sẽ xem xét sau nhé. Chúng ta xem một chút về size class nữa. Xong rồi chúng ta sẽ chấm dứt phần auto layout này. Nên buổi sau mình sẽ trả lời cho các bạn. Để ra nó dúng gió với đây. Rồi, size class ấy, thì nuôi chúng ta ở trong auto layout chúng ta có một cái tiết mục thuộc tính của nó là instance đúng không? Thì instance đấy nó sẽ dùng cho size class. Đây, ví dụ như này, chúng ta. Ví dụ như ở đây, các bạn nhìn. Chúng ta có button A, button B, button C. Thì button A, button B, button C chứ khi mà chúng ta dùng auto layout một cách bình thường ấy, thì thường chúng ta sẽ gặp một cái kiểu như này. Là nếu mà chúng ta dùng thì ở trên màn hình xoay dọc hay màn hình xoay ngang nó cũng có đủ 3 button, button A, button B, button C, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta có một trường hợp này ở trên màn hình đứng thì chúng ta muốn là coi như là A, B, C nó thành chiều ngang này. À xin lỗi, màn hình ngang nó thành A, B, C nó thành chiều ngang này. Nhưng nếu màn hình đứng thì nó thành A, B, C nó thành chiều dọc. Và nó có thêm một nút là button D nữa. Thì làm thế nào? Đấy, thì nuôi nó là size class nó sẽ nhảy vào cuộc. Chúng ta thử nhá. Tình này. Đây. Đây là cái màn hình ngang này. Còn nếu trong trường màn hình đứng như này thì sao? Mày đứng đây thì A nằm ở đây, giả sử như A nằm đây, B nằm đây, C nằm đây. Và dưới này còn một cái button gọi là button D nữa. Và cả A, B, C, D thì nó sẽ cách đều nhau thôi. Nó sẽ đấy. Ok. Hiểu ý không? Tức là rõ ràng giữa màn hình đứng và màn hình ngang là nó có một cái sự thay đổi rất lớn về UI. Thì nó không giữ nguyên được cái kiểu coi như là, như lúc trước chúng ta để ý nhá, ví dụ A B C như thế này thì xoay đứng thì cũng là A bên trái B rồi đến C đúng không? Nhưng mà ví dụ như trong trường kia chúng ta chỉ cần thay đổi layout để nó thay đổi một cách hoàn toàn lại thì UI thay đổi một cách gần như là tất cả đấy. Vì đó chúng ta dùng size class, thì chúng ta thử dùng size class xem. Thì bây giờ chúng ta
xem định nghĩa của size class. Size class đây, khi mà chúng ta chọn size class ấy, thì nó không chỉ nằm trong attribute, xin lỗi, không chỉ nằm trong auto layout mà nó chỉ còn nằm trong rất nhiều thứ nữa. Chúng ta để ý cứ chỗ nào có cái dấu cộng, chỗ này có thể là text, có thể là màu sắc, cái này đấy, như cái button này nhá, cho xem nó có bao nhiêu cái có cạnh dấu cộng. Đây có một cái không, đúng không, ấn cộng và nó sẽ xòe ra này. Chứ chúng ta quan tâm auto layout đó, thậm chí cả cái UI này, cả cái button này nó cũng có thể nó có dấu cộng. Bé quá nhỉ. Thôi rồi chúng ta thấy xong. Đây chúng ta sẽ để ý auto layout đó. Thì đây này, ở trong này có một cái thuộc tính instant. Instant, bao giờ nó có là instant. Thì nếu mà chúng ta click cộng vào thì là chúng ta sẽ xem nó có những cái chỉ số. Thứ nhất là size của nó sẽ có theo chiều rộng, chiều dọc và chiều rộng và chiều cao. Chúng quan tâm hai cái này thì trong size class ấy, nó có ba cái, một cái là any, một cái là compact, một cái là regular, nó chia ra. Đến lượt nó chiều rộng, đấy là chiều rộng, đến lượt nó chiều cao cũng có bằng đấy, any, compact, regular. Thì nó không định nghĩa, vấn đề ở đây nó sẽ không định nghĩa màn hình theo từng loại màn hình, mà nó chỉ định nghĩa là có loại màn hình là compact, loại màn hình nhỏ là compact, còn loại màn hình bình thường là regular. Thì các thiết bị nó sẽ có, và theo hướng của nó sẽ có kết hợp khác nhau. Đây chúng ta xem cụ thể. Cái này thì chúng ta phải check web. Nó có nằm trong tài liệu của Apple mà. Đây. Không phải mạng chết đi. Đây các bạn nhìn này. Đây. Đây nó liệt kê đây. Ví dụ iPad nhá. Thì là coi như là theo chiều nào, chiều quay chiều rộng, à quay chiều đứng chiều hay là chiều ngang thì bao giờ cái size class hai chiều của nó đều là regular hết. Từ vì sao với iPad ấy nó không quan trọng đến hướng nữa, tại vì hai hướng nó gần như nhau. Nhưng mà riêng trong iPhone ấy, thì là khi mà chúng ta xoay ngang ấy, thì cái chiều cao của nó bao giờ
chiều cao của nó bao giờ cũng vertical này, side class bao giờ là compact hết. Riêng chiều rộng của nó thì chỉ có cái thằng iPhone 6 Plus, tức là màn hình của cộng của 6 Plus hay 7 hay là 8 Plus ấy, thì mới là đem view đầu, tức là nó coi là rộng. Còn lại tất cả đều là màn hình hẹp hết, compact hết. Ở trong iPad cũng có một số trường hợp màn hình là compact chứ không phải đem view đầu. Các bạn đã chạy bao giờ chạy iPad chạy song song hai ứng dụng chưa? Về tìm hiểu nhá, tức là chúng ta chia đôi màn hình iPad ra, chúng ta chạy song song hai ứng dụng được. Đây như kiểu như này, đấy là một tính năng của iPad. Ở đây thì đây. Thực ra bạn chạy chính trị ở như chạy simulator thì hình như không chạy được, nhưng đây thì bạn chạy hai ứng dụng đây, chạy hai ứng dụng đồng thời này, thì tự nhiên cái chiều ngang của chiều, ứng dụng A này, cái chiều ngang của nó sẽ thành compact, B cũng thành compact. Còn khi mà xoay ngang ra thì A là compact, còn B thì không phải là compact, B vẫn là regular chiều ngang. Thế chú ý điều đấy thì là chúng ta nó tức là nó không phân biệt theo thiết bị, không phân biệt theo cái độ rộng, mà nó chỉ phân biệt là coi như khi nào là loại mình compact hay loại mình regular thôi. Chúng ta sẽ design theo cái dạng như thế. Bây giờ chúng ta định nghĩa là nếu mà theo cái màn hình khi mà chúng ta quay ngang ra ấy, tức là compact đúng không, compact cái vertical là compact, thì chúng ta sẽ xếp ba cái này nó thẳng hàng nhau. Còn nếu mà khi mà cái khi mà nó đứng, tức là không phải cái trường hợp đấy, thì chúng ta sẽ chuyển nó thành dạng như này, một dạng như này, tức là nó này không phải xếp đứng mà xếp dọc kiểu như thế. Thì chúng ta làm thế nào để chúng ta thử nhá. Đầu tiên là chúng ta cứ đầu tiên là chúng ta xem trường hợp quay ngang là nó như này đấy. Đi pè đó, đây quay ngang là như này là đúng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cho nó quay đứng đi thì sao? Thứ nhất thì bây giờ chúng ta quay đứng của nó thì chúng ta xem những cái gì mà nó không còn tác dụng nữa. Thứ nhất là cái cạnh trái này là không còn tác dụng nữa đúng không? Cạnh phải của C là không còn tác dụng nữa đúng không? Tức là gần như tất cả những cái theo chiều ngang không có tác dụng nữa, nhưng mà vẫn còn một cái có tác dụng, đó là cái độ rộng của các cái nút là bằng nhau, nó vẫn giữ điều đấy. Bây giờ trước hết là chúng ta remove hết trong màn hình, thì chúng ta remove hết cái những cái theo chiều ngang này. Bây giờ chúng ta remove này, nó chọn cộng lên một cái này, đây ví dụ A center Y là không xài nữa, tức là A sẽ theo chiều Y mà không quan trọng, không đúng nữa. Chúng ta chọn cộng lên một cái, chúng ta chọn ND, thay là ND S vertical, bỏ đi không có nữa. Thì cái con trên đấy mặc dù nó vẫn có đây nhưng mà nó đen đi này, nó gần đây đi, tức là nó tự động nó sẽ remove đi. Nhưng mà riêng ở trong cái màn hình ngang này, trong màn hình ngang này thì cái con trên này nó phải sáng cơ. Thì chúng ta muốn làm nó sáng nào thì chúng ta cộng vào thì cái màn hình theo chiều ngang thì cái vertical của chúng ta sẽ luôn là compact đúng không? Đây muốn như nào thì các bạn phải tra ra cái bảng này đây đúng không? Chúng ta để ý đây, tất cả như nào khi mà landscape thì vertical luôn là compact à? Compact. Còn riêng cái regular thì chúng ta không chấp nó, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng lên một cái. Theo hay là compact, còn width sẽ là any, rồi s, và chúng ta check nó vào. Check là instant, còn uncheck là remove, còn check thì là có tác dụng là instant. Tương tự nó. Tương tự làm tương tự cái trên. Đây cái này nó có cài đặt một side class rồi. Tương tự nó là cái A leading, tức là cái A cạnh leading này thì chúng ta cũng làm y như thế. Mặc định là uneven, nhưng mà trong trường hợp compact thì là coi như là phải even. Đấy, lại được. Đây buộc phải làm từng cái một thôi. B center y như thế. Uncheck và cộng bằng
nó rất mệt đấy, làm nó rất thủ công đấy, chỉnh từng cái một chứ nó không chỉnh một phát là ngay đâu. Benity quý thì những cái liên quan độ rộng chúng ta bỏ qua đi. Các bạn có thể nhìn chúng ta khi check layout tự động này nó sáng lên highlight này chúng ta nhìn. Chúng ta ngồi trên image của C. Nhìn đi. Xem đợi đi nữa. Đấy, được chưa? Thì các bạn nhìn màn hình ngang, không hề có lỗi layout. Bây giờ chúng tôi quay đứng lên màn hình sẽ có lỗi layout ngay, vì nó tự động bị remove đi mà. Đây các bạn nhìn này, một loạt những cái nó remove hết đi này. Chỉ trừ hai cái độ rộng bằng nhau thôi. Bây giờ chúng ta làm thế nào để chỉnh cho đúng nữa? Bây giờ chúng ta thêm các con trên vào thôi. Và các con trên chú ý nhá, chỉ có tác dụng ở trong màn hình đứng. Nhưng trong màn hình kia thì sẽ tự động sẽ bị hủy đi. Đó là cái button A nó sẽ đứng như này, button B đứng như này, button C nó bay đâu mất rồi. Bay ra đây rồi đúng không? Đi xa quá không kéo được rồi. Tôi biết thế. Từ từ kéo nó vào sau. Ừ, đang định dùng bàn phím nhưng mà bàn phím không kéo được. Tôi biết thế. Nào bây giờ ở trong trường màn hình đứng thì sao nhỉ? Thứ nhất là A, B, C đều với giống trục đứng so với màn hình tra đúng không? Tôi chọn A, B, C giống trục đứng, giống luôn cả ba cái này. Đây S còn trên. Vertical in container. Vertical in horizon. Horizon thì đúng hơn, giống trục ngang mà. Horizon là đấy, nó như này. Thì nó ép thêm mấy cái con trên của chúng ta đây, chúng ta nhìn đây. Nó chọn này. X bằng center x này. X này. Đó là cũng phải set luôn ở đây nữa. Trong trường hợp màn hình đứng à mình ngang thì nó sẽ phải remove đi, không được chúng ta xoay ngang ra nó sẽ báo lỗi. Lỗi thừa con trên. Lỗi đủ thì mà tự nhiên bây giờ xoay ra nó sẽ thừa. Nên chúng ta cũng phải chúng ta thêm những cái gì riêng vào trong màn hình này thì nó phải remove trong những màn hình kia thì chúng ta đi. Chúng ta ép vào chúng ta uncheck đi. Đấy. B center y. B center x, chúng ta quan tâm B center x cộng một cái mình đi compact. A center x, vì lỗi chúng ta chỉ sai A center x. Compact Vendi. Okay. Bỏ đi. Đấy. Và riêng cái C được rồi. C center x, chúng ta chỉnh giống hệt như thế.
Đấy. Để cẩn thận chúng ta quay sang này chúng ta check. Nếu nó vẫn ổn đúng không? Là được rồi. Rồi liên tục phải check cho hai bên. Rồi, thế bây giờ ABC nó dúng gió vào với nhau rồi đúng không? Bây giờ chúng ta phải xác định khoảng cách của nó. Ví dụ như là chúng ta xác định là thằng A thằng A sẽ cách thằng trên này bao nhiêu b thằng C. Chúng ta sẽ xác định là thằng B nằm tâm màn hình, thằng giữa nằm tâm màn hình thì tất cả những thằng kia nó sẽ dàn đều hai bên mà. Sau đó thằng A cách thằng B 30, thằng B cách thằng C 30 là được đúng không? À, đầu tiên chúng ta xác định thằng A cách thằng B. Chúng ta có thể control the duck thôi. A cách thằng B. Vertical spec nhé chứ không phải horizon nhé. A top bằng B vẫn tương trừ 30. Các bạn dùng gió vào với nhau rồi nên chúng ta có thể kéo nó ra. B này. Hôm nay có C nhảy ra đây rồi. Rồi. Rồi chúng ta có thể check lúc A này. Rồi add thêm con trên. Cách xuống dưới 30. Đây chúng ta check luôn con trên đấy. Phải remove ở trong trường hợp compact. B nằm giữa màn hình. Center X, Center Y. Thực ra B lúc nào nằm giữa màn hình nên cái chỗ Center X chúng ta có thể bỏ đi được. B, Center X, Center Y chúng ta bỏ ở dưới lúc nào cũng yên tĩnh. Và C khoảng cách đến B bằng 30. Riêng cái B khoảng cách 30 này chúng ta phải check nó là chỉ có được trong màn hình đứng thôi. Compact. Được chưa? Bây giờ đứng không có nhá, đứng nó không có lỗi nhá, thử quay ngang nhá, không có lỗi nhá. Bây giờ các bạn chạy thì nó tự động nó sẽ ra như thế. Chưa muốn thử chạy thử không? Cái này có phải đứng là starter không nhỉ? Giờ ý tưởng. Rồi chúng ta chạy thì mới thấy là nó làm được như này. Được chưa? Đấy, size class là như thế, nó tùy theo. Nhưng mà size class nó cũng có nhược điểm. Nhược điểm là gì? Nhược điểm là nó sẽ gắn theo loại màn hình. Tức là cái view controller của bạn nó theo màn hình. Nhưng mà nếu mà cái view của bạn nó là nằm trong connection view thì sao? Nhớ đâu cái view của bạn gắn trong connection view thì là đã connection view thì tự nó layout cái thằng con rồi mà, trong thằng con. Nên do nó lúc nào cũng phải như thế thì bạn không thể dùng size class được. Hoặc là một cái trường hợp như này nữa. Trong cái trường hợp, một số trường hợp ấy mà chúng ta cần set nhiều cái chế độ cho cái màn hình chúng ta, ví dụ chế độ grid này, rồi chế độ edit này, thì chúng ta phải bổ sung thêm một số cái này, thì đúng không, chúng ta cũng không dùng size class được mà chúng ta buộc phải set bằng code. Nhưng mà đây size class nó cung cấp thêm khả năng này nữa. Thì chú ý size class nó không chỉ set qua layout nhé, mà còn một số thuộc tính của control cũng có thể set được. Ví dụ đây chúng ta xem, ui bé quá. Chúng ta xem đây có text có thể set được này. Tin KL này, background màu này. Ví dụ như mình muốn ở trong cái màn hình ngang của nó. Trong màn hình ngang thì nó là màu khác chẳng hạn. Đây có thể check vào này. Compact này.
Đây, trong màu bài đi ngang mình sẽ xét thành màu xanh. Đây, bây giờ có thể chạy thử thì các bạn sẽ thấy thấy nó tương đối khác. Thì Sagrat cũng thế, cụ thể cũng một Sagrat, nó căn cứ vào cái size của màn hình để nó có thể instant hoặc uninstant một số thuộc tính hoặc một số cái view đấy nhá. Được chưa? Okay. Thế thôi, theo tôi layout chắc là như thế là nắm được tương đối rồi, thì chỉ có thực hành thôi, không thực hành không học cả. Thì về bài tập có tutorial ấy, là bạn lấy những cái bài tập lần trước bạn đã từng làm ấy, bạn lấy ra bạn chế biến nó thành tutorial. Trước là không xoay ngang đúng không, ví dụ cái bài con thỏ không thể xoay được, thế về bạn làm thế nào để xoay mà nhìn vẫn hợp lý được. Rồi chúng ta đi thêm một chút, đi nhanh một phần nữa. Hôm trước ấy chúng ta nói là bây giờ giả sử như mà mình hỏi các bạn nhé, mình muốn bắt sự kiện ở muốn bắt một cái sự kiện là túc chạm vào thì mình dùng control gì? Button, ý nghĩa là button đúng không? Thế bây giờ mình muốn là coi như là giả sử như mình muốn là bắt một cái sự kiện khác thì dạng là coi như hai ngón tay mà zoom vào pin, gọi là pin cấu. Thế là bạn zoom ảnh ấy, bạn sẽ dùng control gì? Image view à? Image view không support zoom. Bạn dùng button được không? Bạn dùng button được. Thế dùng button như nào? Thế đây mình sẽ giới thiệu một chút dùng button. Nhưng mà dùng button cách đấy rất thủ công và rất khó. Đây. Thì hôm trước ấy, mình có nói là trong khi mà chạm vào một button ấy, thì là thường là chúng ta dùng cái hàm là túc up inside, chúng ta là không có tham số đúng không? Thế trường hợp nào thì dùng có tham số? Thì trong tham số ấy, nó có vị trí điểm chạm, có cái chạm ở đâu. Thế bình thường bắt chạm thì mình cũng biết chạm ở đâu, sao thì mình biết sao ở đâu ấy. Thì đấy, thì đây chúng ta sẽ giới thiệu cái hàm đấy. Thì về cơ bản ấy, nếu mà bạn bắt được nó có hai điểm chạm mà nó thay đổi so với vị trí trước đấy thì bạn biết là đừng kéo vào nó pin gì. Đấy là cái cách bắt control. Đấy là cái bắt control ấy, tức là thủ công nhất từ ngày xưa vẫn dùng. Thì chúng ta thử một tí nhá. Thực ra cái này là gọi như cái nội dung này là nội dung advanced gì nhỉ, để xem đó. Rất túc đây, tương tác tôi thường xem cái slide. Tương tác nâng cao thì chúng ta xem là cái tương tác nâng cao là theo hệ thống đa điểm ấy, thì sẽ có biết cách để chạm vuốt nhúng quay. Lúc trước là chỉ biết chạm rồi đúng không, bây giờ chúng ta sẽ chạm vuốt nhúng quay. Thì cái việc này này nó sẽ support chúng ta không chỉ dùng button mà dùng trong bất cứ UI view nào, UI view nào cũng dùng được hết. Bạn nhúng, thậm chí bạn nhúng vào label bạn bắt được cũng bắt được, mà không khuyến khích cái việc thay đổi hành vi nó cơ bản. Nhưng mà ví dụ bạn nhúng vào image view, giống như bạn kia vừa nói là chúng ta muốn zoom ấy, là chúng ta sẽ nhúng một cái là bắt cái sự kiện cấu ở trong image view đấy, và chúng ta sẽ set được nó chạm vuốt nhúng quay xoay rotate, dùng hai ngón tay xoay này cả cũng có thể bắt được cái sự kiện đấy. Lắc, phát hiện lắc, cách đơn giản thêm cảm ứng 3D vào ứng dụng. Ở đây có ai dùng 3D tour không? Ai dùng iOS 6 của nó đâu? 6S đấy. Đây này, tức là nó đo lực, ấn vào để ấn mạnh, ấn nhẹ. Ở đấy, thấy 3D tour. Tất nhiên là ở đây chỉ giới thiệu rất cơ bản thôi. Tương tác đa điểm ấy, thì chạm, thì nó đưa ra cái khái niệm để nhận biết ấy. Thì lúc trước ấy, để phát hiện ra một cái tương tác thì chúng ta phải dùng một UI cụ thể đúng không? Ví dụ muốn túc thì là button. Nhưng mà hệ thống nhận diện tương tác nâng cao thì nó tách rời UI và tách rời cái phần nhận diện tương tác ra thành một cái bộ gọi là rất túc decorizer tab. Thì có rất nhiều bộ. Ví dụ tab rất túc decorizer là phát hiện một điểm chạm hoặc nhiều điểm chạm. Một hoặc nhiều điểm chạm.
chạm lâu, phát điện chạm lâu, chạm và giữ lâu, nhúm tức là pin cấu, xoay vuốt kéo, kéo tới cạnh màn hình, kéo tới cạnh màn hình kéo vào để dùng để lật trang và lắc. Thì những cái này thì nó có các cái class khác nhau để dùng, và chúng ta chỉ dùng bằng cách chúng ta kéo nó thôi, kéo cái bộ nhận dạng vào các cái view mà chúng ta muốn bắt từ cái vùng màn hình mà chúng ta muốn bắt. Thì cái này chúng ta dùng interface builder code tất tật tật. À, chúng ta thử nhé. Đầu tiên chúng ta tạo một cái là tương tác lên cao đi. Chết rồi, chuột rồi. Đây, chúng ta trở lại cái cơ bản của chúng ta. Chúng ta muốn một cái vùng màn hình như thế này. Một vùng màn hình này trên đây chúng ta muốn bắt một số sự kiện này. Thì cơ bản trước là chúng ta dùng button đúng không? Button, ví dụ như chúng ta có một cái vùng màn hình nhỏ nhỏ như thế này. Có ai còn nhớ là cái background button không nhỉ? Rồi bắt một cái chạm button này chúng ta không để tách đi, và chúng ta để một cái màu khác, background color tôi để nó màu xanh đi. Đây. Và trong cái vùng màn hình này chúng ta sẽ bắt được chạm đúng không? Đây chúng ta nhìn thấy có một số dữ kiện là túc down này, túc up inside này, túc drag này, tên kéo này. Thì chúng ta bắt ví dụ nhá. Chúng ta muốn bắt một cái sự kiện là túc chẳng hạn, túc down đi. Down. Thì chúng ta muốn biết là nó túc vào cái điểm nào. Trước giờ chỉ biết là túc trong vùng màn hình thôi, bây giờ chúng ta muốn túc nó vào điểm nào để làm gì. Ví dụ như hôm trước cái bản đồ của các bạn đó, bạn muốn xử lý cái bản đồ đó, nó túc vào điểm nào, nó pin vào điểm đấy chẳng hạn. Thì bây giờ bạn phải phát hiện là nó túc vào cái điểm nào chứ, đúng không? Chứ không phải là gì chạm không. Bạn tưởng tượng được không nhỉ? Hôm trước cái bản đồ, cái map của chúng ta ấy, là chúng ta chỉ chạm vào thôi, nhưng bây giờ chúng ta muốn là chạm vào thì nó phải pin vào đúng cái điểm đấy. Thì chúng ta sẽ nảy sinh ra một cái nhu cầu là bắt được cái tọa độ mà chúng nó chạm vào. Đây chúng ta sẽ lấy được tọa độ chạm vào bằng thông qua cái tham số của cái hàm túc ấy. Dùng túc nhá. Túc down đi, gần chạm vào thôi chứ chưa cần nhấc tay lên. Túc túc up inside là chạm vào và nhấc tay lên. Chúng ta phải kéo cái button. À đây thậm chí chưa cần kéo button. Đây. Action. Túc đào sự kiện, chọn sự kiện là túc đào nhé, vì đây chúng ta quan tâm túc đào. Và đây này, argument này, argument có 3 cái, một cái là năm trước giờ chúng ta vẫn dùng, cái thứ hai là sender, cái thứ ba là sender and event, chúng ta chọn cái thứ ba là sender and event. Và chú ý là tai của nó ấy, các bạn chọn UI button thì chúng ta đỡ phải ép kiểu UI button, sau đó connect cái. Thì đây cái hàm của các bạn nó sẽ ra như này. Đây đúng không? Túc down, sender, đấy, button và for event, UI event. Thì lúc trước ấy, chúng ta không có tham số thì không nói gì, vì chúng ta không còn quan tâm tham số. Nhưng mà đây chúng ta quan tâm tham số thì bao giờ tham số nó có sender là cái đối tượng UI mà gây ra cái sự kiện đấy. Ở đây là button, cái button của chúng ta. Và thứ hai này for cái event. Cái event là một cái đối tượng nó đóng gói loại đối tượng nào. Và trong đấy chúng ta lấy được cả cái điểm chạm đó, đây là thông tin bổ sung thêm cho cái event đấy. Bây giờ chúng ta thử bring ra cái điểm chạm nhé. Bring ra cái điểm chạm theo như là cái button này nhé, theo như cái tọa độ button này. Đây chúng ta xuống đấy,
Như đây chúng ta sẽ event chấm túc. Đây này, các bạn sẽ có một cái túc này, một cái set túc. Các bạn chú ý là người ta có thể chạm rất nhiều ngón tay, chạm rất nhiều ngón tay, nhưng nếu chúng ta chỉ quan tâm đến một điểm thôi thì chúng ta có thể lấy cái điểm đầu tiên của túc. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái là túc for view, for view, túc for view, hoặc là ôn túc này, ôn túc. Tốt nhất là lấy ôn túc, lấy tất cả các điểm chạm và lấy một cái phần tử đầu tiên. Đây chúng ta chấm first đi, có một cái first đi. Và sau có túc này rồi, location in view, chúng ta sẽ xác định được cái vị trí của cái túc đấy tương ứng với cái hệ tọa độ của cái view nào. Ví dụ đây chúng ta xác định cái nó chạm và tương ứng với cái hệ tọa độ của cái button thì chúng ta sẽ print ra được in view. Sender chứ, xin lỗi các bạn. Đây là cái điểm, cái vị trí chạm ấy, nó sẽ bằng này. Cũng chúng ta print ra thôi. Tất nhiên đấy, các bạn có thể dùng cái này để xử lý cái khác. Đây chúng ta print ra thôi. Print ra location đó. Đây, bạn xem. Số 64.5 và 998 nhé. Chúng ta điểm chạm điểm trên cùng thôi mà. Đây vướng location rồi. Đây 18-20 nhé. Sát đây xem nào. 3.5 nhé. Đây nhá. Thấy chưa? Chúng ta bắt được điểm rồi đúng không? Thế bây giờ chúng ta muốn phát hiện ra cái sự kiện là người ta kéo, người ta nhúng nó thế nào thế nào. Rất khó đúng không? Chúng ta phải xác định là nó có hai điểm chạm. Và hai điểm chạm nó đang tiến vào với nhau. Thực ra thì các bạn có thể làm được, nhưng mà nó yêu cầu cái việc nhận dạng rất khó. Thì thay vì đấy chúng ta có thể dùng cái hệ thống nhận dạng nâng cao hơn, các bộ nhận dạng khác nó xử lý sẵn thì chúng ta. Cái này các bạn chưa đến ứng dụng thực tế đúng không? Chưa đến ứng dụng thực tế nhiều. Nhưng nếu các bạn nhúng cái button này vào một cái map view, bạn cho người ta chạm vào đâu đấy, thì các bạn pin nó đúng cái điểm đấy, thì bạn sẽ thấy là nó hiệu quả hơn. À, cái việc là coi như chúng ta mới chỉ print ra này thôi. Thì bây giờ chúng ta thử, đây là chúng ta phải dùng button. Nhưng mà chúng ta dùng cái button để bắt được một cái sự kiện thì nó hơi phí. Bây giờ giả sử như chúng ta sẽ làm một cái ví dụ như này. Chúng ta làm một cái đi. Đây, túc đi. Paste lên một cái điểm. Chú ý nhá, đây không phải button nhá, đây là view nhá, đây là view nhá. Trong view có một cái label nhá. Và bây giờ muốn tag nhá, muốn check cái việc khi người ta sờ vào nó nhá, bị chạm vào nhá, túc vào nhá, thì làm thế nào? Hãy nhét button vào. Bây giờ không, nếu không muốn nhét button vào thì chúng ta có thể dùng bộ nhận dạng, nhét túc recognizer.
Thì nếu mà ở đây tùy được các bạn muốn chỉ bắt cái sự kiện chạm vào thì chúng ta dùng túc tap tap z túc recognizer đấy, chúng ta kéo vào thì các bạn nên chọn này tap tap z túc recognizer và đây dùng nó thì các bạn kéo vào. Bạn chú ý à, các bạn chú ý là view hoàn toàn không có sự kiện, không có email action, nhưng mà cái tab cái con giờ này có action thì kéo vào để kết hợp vào nó sẽ ra action. Kéo vào cái view này, nhìn thấy chưa, bỏ ra xong kéo xong thì ở đây nó sẽ có một cái tab, một cái tab đây kéo chẳng thuộc đâu cả. Đây các bạn có thể config một số cái cho nó, ví dụ số lượng tab là bao nhiêu này, muốn bắt một tab này thì nó chỉ có file đây, tức là nó chỉ nhận diện được khi mà các một ngón tay thôi, hai ngón tay nó không nhận cái sự kiện đấy nữa đấy. Và chúng ta có thể kéo vào IBS action vào, cho kéo vào nhá, tab mi này. Và nó có là cả audit và cả action, chúng ta chọn action nhé, tab mi. Và chú ý các bạn vẫn có thể là xài coi như là ở đây không có event nữa, mà chỉ có một tham số này ấy thôi, tài chọn tài còn lấy đây event action nó chỉ đơn giản là có sender thôi. Ở đây chúng ta có thể print ra được và check được là nó đã chạm cái nút đấy. Đây. Và nếu muốn chúng ta muốn biết cái location của nó thì chúng ta cũng dùng ở trên hàm giống như trên. Chúng ta lấy thông qua cái recognizer kia sender đây này, trong này chúng ta rất nhiều tham số number tab equal đúng rồi. Cái này nhưng chúng ta cấu hình đầu thôi, nhưng mà chúng ta quan tâm nhất location đúng không, location và vẫn in view. Chấm view chưa? Mặc dù là mình túc vào một cái UV bất kỳ không phải button. Nên cái cách này các bạn có thể dùng cho bất cứ một cái UV nào. Mà cái gì chẳng là UV đúng không? Nên các bạn dùng hết. Nhưng mà các bạn chú ý cái UV phải support cái việc tương tác user interaction. Đây. Chính là một thuộc tính của UV. Đây này. User interaction này. Enable. Nếu mà không ăn check được cái này, Navien mặc định là ăn check. Navien thì mặc định là ăn check. Nếu mà ăn check được cái này thì là bạn không bao giờ cảm nhận được cái gì cả, tại vì cái view ấy nó không bắt sự kiện nữa. Nhưng mà nếu view thì bắt sự kiện thì là bạn có thể nhúng vào để bạn xác định cái tab này. Ok. Đây, bây giờ thì vô tác dụng rồi. Coi như anh ấy không có tác dụng gì cả. Giống như Navien. Các bạn về thử nhá, các bạn về thử bạn nhúng vào Laven, bạn ăn check Laven thì thường ăn check và Laven thì bạn có thể chạy được. Đấy. Rồi, tab là như thế. Bây giờ chúng ta thử bộ nhận dạng khác xem. Chúng ta chạm một ngón tay rồi, bây giờ chúng ta muốn switch đi. Bạn muốn hiểu suýt là như nào không? Suýt. Vượt ngang suýt.
đấy, vuốt ngang có như là có buổi đầu tiên mình giới thiệu là các cái cử động phổ biến của người dùng rồi đúng không? Túc này, suýt này, long túc này, tất cả những đấy đều có mà. Có thử suýt xem. Tam mi rồi đi đi. Swim me. Swim me ấy, cũng giống cái kia nhưng mà không dùng tab recorder nữa mà có thể dùng một cái cũng là sweet. Đây sweet à. Đúng vậy. Nhưng mà sweet ấy, hệ thống tham số lại khác tab một chút. Sweet. Đây, sweet đây. Các bạn nhìn hệ thống tham số nó khác một chút. Suýt thì sẽ có gì? Có hướng, đúng không? Suýt thì chỉ có bốn hướng thôi. Hướng từ phải sang trái, hướng từ dưới lên trên, hướng trái sang phải, hướng trên sang dưới. Chú ý suýt thì thế nhá. Ngược lại suýt là gì? Mà bốn hướng nào cũng có ấy. Kiểu đờ đắc ấy. Pen. Đúng. Thì cái đấy thì hướng nào cũng có. Bây giờ chúng ta quan tâm suýt đã. Suýt thì chỉ hướng các hướng vuông góc thôi, nó chỉ định nghĩa hướng vuông góc thôi. Đây, chúng ta định nghĩa, nó chỉ bắt một trong các hướng đấy thôi. Ví dụ đây chúng ta quan tâm là hướng gì nhỉ? Phải nhìn nhé. Right đúng không? Right. Hướng suýt sang phải, từ trái sang phải. Đây, chúng ta thử xem. Chúng ta cũng cô chôn ở đáp vào thôi. Nhớ xin nhé. Xin. Thì suýt cũng chẳng phát hiện gì nhiều, chủ yếu là phát hiện là coi như là nó suýt thôi, nó chạm thôi. Chứ suýt thì ít khi chúng ta cần bắt location đó. Bạn vẫn bắt được location nhưng mà các bạn rất ít khi phải bắt location. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ làm một cái thú vị hơn một chút, đó là rotate đi, xoay đi. Các bạn trước có nhớ được cái hàm gì mà dùng để xoay control không? Xoay UI không? Thôi rồi, hàm từ từ để nhớ. Thế bây giờ giả sử như mà chúng ta có một cái gọi là cái pet để xoay thì chúng ta xoay cái ảnh, biết không ạ? Chúng ta xoay cái ảnh. Thế là nhét một cái ảnh vào image view. Đây chúng ta nhét một cái image view vào. Nhét cái ảnh vuông thôi. Kiếm một cái ảnh gì nhỉ? Con chuột mình tự nhiên này nó hết pin này. Dừng nữa. Đâu không dùng pet. Ồ, thế. Đây chúng ta sẽ có một cái ảnh. Hình hoa đi. Đấy, flower đi. Tôi nhét vào với xoay bông hoa thôi. Có ai nhớ thuộc tính của cái ảnh để nó không bị zoom méo như là gì không? Làm gì đó. Thuộc tính là skin.
Hình như có sket. View content mode. Đúng không? Aspect fitting. Rồi chúng ta để cái ảnh vuông một tí dễ thấy. Rồi thế này được. Bây giờ chúng ta sẽ switch nhá, xoay nhá. Rồi, bây giờ muốn bắt sự kiện mà người ta dùng hai ngón tay để người ta xoay ấy. Giống như này này. Đây này, hai ngón tay người ta xoay này. Xoay tròn này này. Đấy. Thì mình chúng ta bắt như nào? Chúng ta sẽ dùng cái rotate. Được rồi, giờ. Đây, rotation. Đúng bạn, easy như thế, nhưng mà tham số nó hơi khác một tí, nó bắt được góc quay. Rotation đây nó không có cấu hình mấy ngón tay đây. Quay nhìn nó đây là gì không? Không, không, khổ quá. Nét quá nhưng mà cũng khó. Rồi, rotation bây giờ chúng ta đơn giản, chúng ta cũng vẫn control the dark thôi. Rotate nhá, rotate action này. Nhớ là riêng với rất tung equalizer thì cái tham số các bạn đừng bao giờ để any nhá, vì any bạn lại phải ép kiểu có lẽ cả và kéo cái ảnh vào nữa để chúng ta còn xoay được nó mà. Image này. Rồi, chúng ta thử xoay xem, rotate xem. Thì đầu tiên chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ lấy được cái góc xoay. Và sau đó chúng ta áp dụng một cái ảnh, để ảnh nó sẽ xoay theo đi. Chưa được bay đâu rồi. Đây, cứ đợi một, để một lúc này nó lại sống lại. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lấy được góc quay. Đây chúng ta có một cái lấy được góc quay này, nét. Ok. Sẽ bằng center, center thôi. Chấm nó trả ngay về góc quay mà rotation. Và chúng ta áp dụng cái góc quay đi vào. Muốn áp dụng góc quay thì chúng ta phải chuyển nó thành matcha. Transform CG dành cho những người không nhớ alpha transform wrong transform. Đây, chuyển rotation vào, chuyển góc vào. Chú ý góc đây là radian nhé. Rotation cuối cùng là nhét transform vào image view thôi. Xong. Chấm transform. Được chưa? Thế nó xoay rồi đấy. Đơn giản mà. Còn nếu không có cái này nhá, ngày xưa không có này. Mình nhớ mình làm hồi iOS 3 là không có cái này. Bạn chỉ bắt hai ngón tay
nó bắt cái điểm, nhớ cái điểm trước đấy của nó di chuyển. Đây rồi, hai ngón nhá. Đúng không? Chết rồi. Không sao. À đây chuột này sống này rồi. Được chưa? Chú ý là ngoại. Đấy, bắt hai ngón tay. Nhưng mà nếu mà cả hai ngón mà nằm ngoài thì nó không bắt được nữa. Đấy, thế thôi. Nhìn. Thử tiếp cái khác nữa. Thực ra ấy, thì có rất nhiều cái hệ thống trong này, rất nhiều cái rất tốt equalizer. Vì tùy vào ngữ cảnh bạn có thể bạn đẩy vào. Và chúng ta bắt thêm một cái nữa là cái gì? Xài thêm một cái nhỏ nhỏ nữa. Rồi. Pin đi, pin zoom ảnh, zoom ảnh, zoom ảnh, zoom ảnh, kêu nó, pin, pin, đưa từ pin xem. Rồi, chúng ta bắt pin. Thì đây nó có con pin. Có cấu mà, pin. Pin. Đây, nhét vào thôi. Cứ dùng đất tool đây coi ra là nhét vào view ở đấy. Ở trong ping ấy thì chúng ta sẽ lấy một cái gọi là scale của đồng tít, đặc biệt là scale. Chú ý nhá, scale hay là giống như rotation ở trên ấy thì đều là CG plot hết hay là doppler hết. Scale. Và chúng ta áp dụng cái scale là đi mid view được không? Thì bây giờ muốn scale cái image view thì làm thế nào các bạn? Xét lại cái size của nó thì tự động cái nội dung của nó bị thu nhỏ theo. Thì sao? Nhân bằng scale.
đấy, chúng ta nhân scale, chúng ta nhân cả chiều rộng chiều cao thì nó sẽ đảm bảo là nó giữ được ratio. Đây, pin mi, pin thì phải hai ngón tay. Được chưa? Thế rồi. Không sao, không sao. To quá chứ. Thực ra các bạn về có thể làm chậm quá trình scale đấy bằng cách bạn nhân một hệ số khác nữa. Ví dụ scale rồi lại nhân thêm một hệ số khác nữa thì nó sẽ giảm được cái tốc độ. Ví dụ nhân 0.1 chẳng hạn. Ok. Thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc gì thì về thực hành lại. Đến là phần này van thôi, để dành cho khi nào các bạn cần làm những cái gì nó tương đối đặc biệt thì cần làm thì có cái đấy nhá. Về thực hành auto layout nhiều vào cái phần đấy là phần rất thiết thân. Sao em? Nét vào những chỗ chỉnh ngang nếu có thay đổi thì nó to hơn không? Chỉnh gì? Squeak á? Squeak á? Không, không. Cái squeak ấy, ngay từ đầu rồi hôm đấy có nói có một số cái control đặc biệt mà nó không thể thay đổi sai được. Đấy. Em không thay đổi sai được nó, kể cả em set sai thì nó vẫn thế. Switch là theo chiều cả hai chiều, nhưng có một số cái thì chỉ theo một chiều thôi. Ví dụ slider thì cái chiều ngang, chiều cao của nó thì một chiều. Hay như switch thì cả hai, cả rộng cả ngang. Slider thì là một chiều luôn luôn nhỏ này, không bao giờ thể to slider to được. Đấy là nó cố định rồi. Còn nếu mà em vẫn còn muốn dùng ấy thì em tự phải viết một cái my switch, em đỡ bình thường. Em chèn hai cái ảnh vào được, hai cái ảnh hai trạng thái em chèn vào được. Được, em nói đi. Em nói đi.